bằng hóa tươi đẹp sẽ tàn thân đã hồ sẽ tan nghiệp tu ma lâu chứ quả Sarana Gai Cham
มิตุติยามิธัมมังสรณังกัจฉามิตุติยามิสังฆังสรณังกัจฉามิตุติยามิพุทธังสรณังกัจฉามิตุติยามิธัมมังสรณังกัจฉามิตุติยามิสังฆังสรณังกัจฉามิสัมเพียงยังเดียวเธอมีดีแบ่งกว้างเดชเธอปีพามาดาวเชียงเวงไก่โง่สีโกรังมาชาเดชเธอปีตั้งกับบังสีฉันพามาโบเธอเพิ่มเดียงหลังเธอให้ใจเธอโสธานังดูหิ
มังกลังวัฒมังเทวนาจปาลานังบาลีอาไลจเทวนาจูจาจปูจนิยานังเอกังมังกลังวัฒมังปฏิรูปดิสวาสุจปุเพชกตปุญญาอาตสัมมาปฏิทิเจตังมังกลังวัฒมังปุตตะจันจะสีปัญจวินาโยจะสุเสกิโตสุปาสิตาจะยาวาจะเรกรังมังกรังวัตนังมาตาปิสุมาทานังพุทธารักษาโอนะกุณาจะกรรมันตาเอตัมมังกลังวัฒมังดาไนจะธรรมจริยาจะญาตกาไนจะธรรมกะโหอนวาชามิกัมมาวิเอตัมมังกลังวัฒมังอารติวิรติปาปามาจะปาลาจะไตยโมอาปมาโตจะธรรมเมตุเอตัมมังกลังวัฒมังอารติวิรติปาปามาจะตัยยุตากะเลนะธรรมะสวะนะเอกังมังกลังวัฒมังคันติจะโสวัจจสตาสมนานัยจะกัสสะมังกะเลนะธรรมะสังฆะจะเอตังมังกลังวัฒมังตะโพจะธรรมะจริยัญจะอริยสัจจะละดาสังฆีปาลสัจจิริยัญนะโมพุทธายะนะโมธัมมายะนะโมสังฆายะยะติกัมมังกุญญกุณcon thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Giáo Pháp, ân đức Tăng. Dạ con Huệ Ngọc, con thành kính đảnh lễ Thượng tọa Minh Hạnh, con thành kính đảnh lễ Thượng tọa Pháp Tân cùng Chư Tôn Đức. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Dạ kính chào tất cả quý đạo hữu. Dạ thưa, hôm nay là ngày thứ Bảy, 22 tây tháng 2 năm 2020, dương lịch cũng là nhằm ngày 29 tháng Giêng âm lịch năm Canh Tý. Nghi thức truyền thọ giới Pháp sẽ mở đầu chương trình sinh hoạt trong ngày. Dạ con kính mời quý Phật tử Nam Mô Thọ Bát xin chuẩn bị để cùng con tắt bạch xin giới. Nam Mô Bích Tha Giá. Thay mặt quý Phật tử, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh từ bi truyền tâm quy và bát giới cho chúng con. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Ukkasa mayang phante tisaratne nasa atang gasaman nagatang upo satang yachama dutbi mayang phante tisaratne nasa atang gasaman nagatang upo satang yachama tatiyambi mayang phante tisaratne nasa atang gasaman nagatang upo satang yachama. Ngưỡng bạch Chư Tôn Đức, chúng con thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ hai, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ ba, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Kính mong quý ngài lân mận trao truyền quy giới cho chúng con. Dạ, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri.
Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đứng chánh đứng tri. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đăng chánh biên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đăng chánh biên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đăng chánh biên tri. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, đệ tử nguyện quy y Phật. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, đệ tử nguyện quy Phật. Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, đệ tử nguyện quy y Pháp. Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, đệ tử nguyện quy Pháp. Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi, đệ tử nguyện quy y Tăng. Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi, đệ tử nguyện quy Tăng. Dutiyampi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật. Dutiyampi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật. Dutiyampi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Pháp. Dutiyampi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Pháp. Dutiyampi Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Tăng. Dutiyampi Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Tăng. Tatiyampi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật. Tatiyampi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật.
Kỳ Sức Ha Ba Đăng Sama Yami, đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời. Vika Lapo Chana Ve Chamani Sika Pa Samadhiya Mi, đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời. Natya Gita Wadi Iwa Visu Kadasana Mala Gantule Tharana Mandana Vipu Usanatha Na Veramani Sikha Badang Samadhyami, đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức. Nacha Gita Wa Dita Visu Kadasana Mala Gantha Vile Banatha Jana Mandana Vifu Sanatana Ve Chamani Sika Padang Samadhiya Mi, đệ tử giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức. Ucha Sajana Maha Sajana Veramani Sikha Badang Samadhyami, đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tỏa cao sang. Ucha Sajana Maha Sajana Veramani Sikha Badang Samadhyami, đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang. Itmang athang yasamman nagatang puthapan nyatang upo sathang itmang charatin itmang chadivasang samadeva abhichakitum samadhyami. Chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì ba quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền trọn ngày nay và đêm nay, nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai. Imani atha sikha badani upo sasi vanasena iman charatan iman chidivasang sathukan katawa apmamadena sammarakitambang. Chư Phật tử đã thọ tam quy và bát quan trai giới, hãy chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay và đêm nay, chẳng nên với vui. A ma phan tê, chúng con xin thành kính phụng hành. Si la na su ga tan yan ti, si la na pho ga sam ba da, si la ni nghiệp bố tan yan ti, tas ma si la ngu so tha ye. Người giữ giới hằng được phú túc mãn chung thọ sanh lạc cảnh là thẳng duyên chứng đắc niết bàn. Do vậy hành giả nên dốc lòng trì giới tịnh thanh. Sa thủ lành thai, Phật là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm vật trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức lành từ dung. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chánh chân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm vật trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Pháp bảo đức lành từ dung.
Tăng là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng Bảo Tịnh Thanh, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm vọc trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngược mong tăng bào đức lành từ dung. Phật tu sắp bằng mang và lăng rạc hẳn tu sắp bê đê hoặc ta sắp bằng bùa đà nữ phá vê nê sà đà sô thị phong quanh tu tê. Phật tu sắp bằng mang và lăng rạc hẳn tu sắp bê đê hoặc ta sắp bằng hàm má nữ phá vê nê sà đà sô thị phong quanh tu tê. Phật tu sắp bằng mang và lăng rạc hẳn tu sắp bê đê hoặc ta sắp bằng sáng khá nữ phá vê nê sà đà sô thị phong quanh tu tê. Tất cả phu hoàng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, các sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành, tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thu lành thai, lành thai. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Chúng con thành kính đảnh lễ và thành kính tri ân Thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi thay mặt chư Tăng trao truyền bát quan trai giới cho hàng Phật tử chúng con. Con thành kính đảnh lễ Thượng tọa Tế Siêu. Con thành kính đảnh lễ Thượng tọa Giác Đẳng cùng chư Tôn Đức. Và sa thú kính cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Và kính mời MC tiếp tục với chương trình hôm nay. Nam mô Buddhaya. Dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư Tôn Đức Tăng truyền trao tam quy bát quan trai giới đến hàng Phật tử của chúng con. Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn cô Huệ Ngọc đã thay mặt đạo tràng làm giới tử ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn Phong Lan, cảm ơn Huệ Ngọc cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam mô Bụt Tha Giá. Hôm nay thứ Bảy, ngày 22 tháng 2 năm 2020, Phật lịch 2563, giáo trình Trung Bộ Kinh, Majjhima Nikaya do Hòa Thượng Minh Châu dịch Việt, bài 60, Kinh Không Thể Phủ Bác, Appanaka Sutta sẽ được Thượng Tọa Pháp Tăng giảng giải. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Tệ Siêu từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, ngài có nghe được âm thanh của dạ sa thú lành thai, con kính dâng mít đến ngài ạ. Nam mô Bụt Tha Giá. Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ chư thịnh toàn đệ tử Phật. Kính chào Thượng tọa Giác Đẳng, Thượng tọa Minh Hạnh, Thượng tọa Học Tân. Thân chào quý tu nữ và chư Phật tử. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học đến bài kinh 60. Bài kinh này là Appanaka Sutta. Là theo bản tiếng Việt dịch là kinh không gì chuyển hướng. Đã được Thượng tọa Giác Đẳng hiệu đính lại cái tựa đề
là không thể phụ bác. Phụ là phủ nhận, bác là bác bỏ. Nếu mà chúng ta xài cái tiếng phủ bác thì cái từ này nó hơi mới một chút. Chúng ta có thể hiểu nội dung của bài kinh này là Đức Thế Tôn muốn trình bày cái pháp và nên thực hành cái pháp đó trước sau không thể phủ nhận, hoặc là trước sau dù cho có đời sau hay không có đời sau thì cái điều này cũng không thể phản bác được. Là cái chuyện một người theo chánh kiến để được sanh về cảnh giới an lạc, hoặc là được bậc trí tăng tháng, vân vân. Thì trong cái bài kinh này thì dài, cho nên hôm nay chúng ta chỉ học có phần đầu. Trong cái trong bài học được trình bày trước hết là chúng ta tìm hiểu tại sao gọi là không thể phủ bác. Hai là đẩy kinh không thể phủ bác là gì. Ba là Đức Phật đã dẫn nhập thế nào với những bài lâm môn gia chủ suy tư về pháp. Bốn là giáo thuyết theo chữ nghĩa hư vô nói cái gì. Chúng ta chỉ có bốn câu hỏi đó thôi. Và chúng ta sẽ nói cái phần đầu. Là nói về cái 10 cái vô kiến, Nathi. Hôm nay bài học này sẽ được giảng giải bởi Thượng tọa Pháp Tân, vị giảng sư trong ngày thứ bảy. Bây giờ thì mời cô Nhật Quỳnh đọc cho chánh văn của bài học, sau đó xin cung thỉnh Thượng tọa Pháp Tân giảng giải. Nam mô Bổn Thầy. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Tỳ Siêu đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Nam mô Bổn Thầy. Dạ, con xin được đọc cánh kinh. Dạ, cảm ơn Phong Lan. Dạ, cảm ơn Từ Bi cho Nhật Quỳnh viết được tín hiệu. Hôm nay thứ bảy ngày 22 tháng 2 năm 2020, Phật lịch 2563. Giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya do Hòa Thượng Minh Châu dịch Việt, bài 60. Kinh không thể phủ bác, Abhandaka Sutta. 376. Tại sao gọi không thể phủ bác?
Tên kinh lấy từ điểm nhất trong nội dung mà qua đó Đức Phật muốn nói về những điều hợp lý rõ ràng để một người có thể chấp nhận đời sống hiền thiện. Bản tiếng Việt dịch là kinh thì chuyển hướng có thể khiến người đọc hiểu sai chữ Abhanaka, mà theo sớ giải có nghĩa là không nói khác được, không mơ hồ, chắc chắn chấp nhận được. Avirattho Avacchagami Ekansagahiko 737 Đại ý kinh không thể phủ bác. Sala là một ngôi làng nằm trên con đường đi vào khu rừng có rất nhiều những sa môn tu sĩ lui tới hành đạo. Do nhiều tu sĩ có nhiều luận thuyết về tín ngưỡng, về hành trì khiến dân làng rơi vào hoang mang, không biết tin ai, bỏ ai. Một lần, Đấng Thiên Nhân Sư cùng với chư tỳ kheo đi ngang làng này, những bà la môn gia chủ nghe biết liền đến ý kiến. Đức Phật do được sự ngờ vực của họ đối với các giáo thuyết đã dạy cho họ về những điều mà một phàm nhân có thể y cứ vào đó để nhận biết đúng sai. Những điều Đức Phật đưa ra là những giáo thuyết thịnh hành thời bấy giờ trong xã hội cổ Ấn. Đối với mỗi quan điểm, Đức Phật đưa ra cả hai quan điểm, chấp trì và phủ nhận. Từ hai quan điểm này dẫn đến thái độ và hành động. Thái độ và hành động tạo nên hệ quả vui khổ. 738 Đức Phật đã dẫn nhập thế nào để những bà la môn gia chủ suy tư về pháp? Khởi đầu, Đức Thế Tôn đã nêu lên câu hỏi: các gia chủ có tin tưởng và hành theo sự hướng dẫn của vị nào chăng? Những bà la môn trả lời là không. Đối với Đức Phật dạy, nếu vậy thì hãy thực hành những pháp mà không người có trí nào có thể phủ nhận được, và những pháp này mang lại an lạc lâu dài. Câu nói đó khiến các gia chủ lắng nghe. 739 Thuyết theo chủ nghĩa hư vô nói gì? Đầu tiên, Đức Phật đã đề cập tới kiến chấp và ngày nay người ta thường gọi là chủ nghĩa hư vô, cũng gọi là luận điểm duy vật cực đoan qua 10 điều. 1. Không có quả báo của bố thí. 2. Không có quả của cúng dường. 3. Không có của tế tự. 4. Không có quả báo của nghiệp thiện ác. 5. Không có thức sanh vào đời này. 6. Không có thức sanh vào đời sau. 7. Không có quả trong cách cư xử tốt xấu đối với mẹ. 8. Không có quả cư xử tốt xấu đối với cha. Chính không có các loại hóa sanh. 10. Trên đời không có những vị sa môn, bà la môn chân chánh hành trì, chân chánh thực hành, và những vị này tuyên bố về đời này và về đời sau, sau khi đã tự chứng ngộ với thắng trí. Rồi Đức Phật hỏi các bà la môn gia chủ thấy những người chủ trương ngược lại. Những luận điểm trả lời là có thấy. Cái gì là hệ quả của chủ nghĩa hư vô? Những người theo quan niệm duy vật sẽ không có ba nghiệp thiện vì không thấy nguy hiểm của nghiệp bất thiện. Ở đây, này các gia chủ, những sa môn, bà la môn nào có lập thuyết như sau, có quan điểm như sau: không có kết quả của bố thí, không có kết quả của lễ hy sinh, không có kết quả của tế
không có kết quả. Quả báo của các nghiệp thiện ác, không có đời này, không có đời sau, không có mẹ, không có cha, không có các loại hóa sanh, trên đời không có những vị sa môn, bà la môn chân chánh hành trì, chân chánh thành tựu. Và những vị này tuyên bố về đời này và về đời sau, sau đã chứng ngộ với thắng trí. Đối với những vị này, sự kiện này sẽ chờ đợi xảy ra. Sau khi từ bỏ ba thiện pháp này, thân thiện hành, khẩu thiện hành, ý thiện hành, và sau khi chấp nhận ba ác pháp này, thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành, các vị này thực hành theo. Vì sao vậy? Vì những vị tôn giả sa môn, bà la môn ấy không thấy sự nguy hiểm, sự hà liệt, sự cấu uế bậc thiện pháp, sự thoát ly, sự lợi ích và sự thanh tịnh của các thiện pháp. Nên biết quan điểm đó là tà kiến sẽ dẫn tới tà tư duy, tà ngữ, tự thán, hủy tha. Nói cách khác là tạo nên nhiều bất thiện pháp. Vì rằng có đời sau, nếu có quan điểm nào nói rằng không có đời sau, thời đó là một tà kiến. Vì rằng có đời sau, nếu có ai suy tư rằng không có đời sau, thời đó là tà tư duy. Vì rằng có đời sau, nếu có ai nói rằng không có đời sau, thời đó là tà ngữ. Vì rằng có đời sau, nếu có ai nói rằng không có đời sau, thời mâu thuẫn, đối nghịch với các vị A-la-hán đã biết được có đời sau. Vì rằng có đời sau, nếu có ai thuyết phục người khác là không có đời sau, thời sự thuyết phục ấy chống lại diệu pháp. Và vì sự thuyết phục ấy chống lại diệu, người ấy khen mình chê người. Như vậy, trước khi thiện giới của người ấy bị từ bỏ, các ác giới đã được chấp trì, và tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, sự đối nghịch với các bậc thánh, sự thuyết phục chống lại diệu pháp, sự khen mình chê người, như vậy các ác bất thiện pháp sai biệt này khởi lên do duyên tà kiến. Cũng có người theo chủ nghĩa hư vô, nhưng với thái độ nửa vời, không làm điều ác để an tâm, nhưng không làm điều thiện. Đây là thái độ chấp nhận một nửa. Một quan điểm thường tìm thấy ở nhiều người trong thế giới ngày nay. Ở đây, này các gia chủ, vị có trí suy nghĩ như sao? Nếu không có đời sau, thời vị này sau khi thân hoại mạng chung, tự ngã cảm thấy an toàn. Nếu có đời sau, thời vị này sau khi thân hoại mạng chung sẽ sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ địa ngục. Nếu muốn đời sau không có đi nữa, nếu lời nói của các vị sa môn, bà la môn ấy là đúng sự thật, thời vị này ngay trong hiện tại bị những người có trí vỡ trách. Người này theo ác giới, có tà kiến, chủ trương hư vô luận. Còn nếu có đời sau, thời vị này cả hai mặt đều gặp bất hạnh, ngay cả trong hiện tại bị những người có trí vỡ trách, sau khi thân hoại mạng chung sẽ sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ địa ngục. Như vậy, pháp không gì chuyển hướng này bị chấp trì, bị thực hành sai lạc, bởi vị này chỉ có chấp nhận một phía và bỏ phía thiện pháp. Quan niệm đối ngược với chủ nghĩa hư vô khiến cho con người sống với thân nghiệp lành,
khẩu nghiệp lành, ý nghiệp lành. Ở đây, này các gia chủ, những sa môn, bà la môn nào có lập thuyết như sao, có quan điểm như sao? Có kết quả của bố thí, có kết quả của lễ hy sinh, có kết quả của tế tự, có kết quả quả báo của các nghiệp thiện ác. Có đời này, có đời sau, có mẹ, có cha, có các loại hóa sanh. Trên đời có những vị sa môn, bà la môn chánh hành trì, chân chánh thành tựu. Và những vị này tuyên bố về đời này và về đời sau, sau khi đã chứng ngộ với thấy, đối với những vị này sự kỳ sẽ chờ đợi xảy ra. Sau khi từ bỏ ba ác pháp này, thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành, và sau khi chấp nhận ba thiện pháp này, thân thiện hành, khẩu thiện hành, ý thiện hành, các vị này thực hành theo vì sao vậy? Vì những vị sa môn, bà la môn này thấy sự nguy hiểm, sự hà liệt, sự câu uế của các pháp bất thiện, sự thoát ly, sự lợi ích, sự thanh tịnh của các thiện pháp. Có chánh kiến thì có chánh tư duy, có chánh ngữ và không tự tán hủy tha. Vì rằng có đời sau, nếu có quan niệm nào nói rằng có đời sau, thời đà một chánh kiến. Vì rằng có đời sau, nếu có ai suy tư rằng có đời sau, thời đó là chánh tư duy. Vì rằng có đời sau, nếu ai có ai nói rằng có đời sau, thời đó là chánh ngữ. Vì rằng có đời sau, nếu có ai nói rằng có mâu thuẫn đối nghịch với các vị A-la-hán đã biết được có đời sau. Vì rằng có đời sau, nếu có ai thuyết phục người khác là có đời sau, thời thuyết phục ấy thuận với diệu pháp. Và vì sự thuyết phục ấy thuận với diệu pháp, vị ấy không khen mình chế người. Như vậy, trước khi ác giới của vị ấy được từ bỏ, các thiện giới đã được chấp trì. Và chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, sự không đối nghịch với các bậc thánh, sự thuyết phục thuận với diệu pháp, sự không khen mình chê người. Như vậy, những thiện pháp sai biệt này khởi lên do duyên chánh kiến. Với quan niệm này, con người chẳng những từ bỏ điều ác mà còn làm việc lành. Ở đây, này các gia chủ, vị có suy nghĩ như sao? Nếu có đời sau, thời vị này sau khi thân hoại mạng chung sẽ được sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Nếu muốn có đời sau, không có đi nữa, nếu lời nói của các vị sa môn, bà la môn ấy là đúng sự thật, thời vị này ngay trong hiện tại được những người có trí tán thán. Người này theo thiện giới, có chánh kiến, chủ trương hữu luận. Còn nếu có đời sau, thời vị này cả hai mặt đều gặp sự may mắn. Ngay trong hiện tại, những người trí tán thán, sau khi thân hoại mạng chung sẽ sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Như vậy, pháp không có gì chuyển hướng. Này được chấp trì, được thực hành đúng đắn. Bởi vị này chấp nhận cả hai phía và bỏ phía bất thiện pháp. Nam mô Bích Tha Giá và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân Từ Bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam mô Bích Tha Giá và con kính nhân mít đến sư ạ. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức Tăng.
Chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị. Hôm nay thì chúng ta học qua cái bài kinh số 60, tức là bài kinh không thể phủ bác, hay là trong cái chánh kinh của tiếng Việt thì không gì chuyển hướng. Thì nói đến điều này đó thì chúng ta thấy vào thời kỳ Đức Phật đó thì có nhiều cái chủ thuyết khác nhau, và mỗi cái chủ thuyết như vậy đó thì họ luôn luôn đưa ra và họ bảo vệ cái chủ thuyết lập luận của họ. Và có thể nói rằng ở trong cái bài kinh mà không gì phổ bác ở đây đó, là có một lần nọ đó thì ở tại cái xứ gọi là Sala, thì có một cái ngôi làng tên là Sala. Bây giờ trên đoạn đường đi khất thực của Đức Phật đó, thì ngài trở về thì ngài gặp những cái vị du sĩ. Và những vị du sĩ này đó thì thường đó là họ có những cái lập luận theo về cái quan điểm tín ngưỡng của chính họ. Và vì vậy đó cho nên là có một số người đó thì họ cũng không biết tin ai và bỏ ai. Bởi vì ai cũng nói là mình có cái lập luận của mình và cái quan điểm của mình là đúng hết. Cho nên là người ta cũng không biết vào tin ai và bỏ ai. Cũng như là họ sinh ra một cái trong lòng là một cái sự hoang mang. Khi đó thì Đức Phật ngài mới đưa ra cái điều mà Đức Phật ngài nói ở đây, đó là không thể nói là tin vào người nào, tin vào một người hay tin vào ai, mà ở đây Đức Phật ngài nói rằng để mà ngài đưa ra những cái chủ thuyết đúng đắn, tức là người ta có một cái nhận định đúng với chân lý, đúng với sự thật, đúng với chánh pháp, thì ở đó Đức Phật ngài mới hướng dẫn cho họ về những cái điều mà họ cần phải thấy và phải biết. Và ở đó đó thì chúng ta thấy rằng có một cái lập luận của một giáo thuyết tên là giáo thuyết hư vô, hay là giáo thuyết không có một cái đó. Thì ở đây đó là theo chúng ta đó thì trong cái giáo thuyết giáo lý của Phật giáo đó thì ngoài cái giáo lý của Phật giáo thì chúng ta thấy rằng ở trong giáo lý của Phật giáo đó thì Đức Phật này có nói đến cái sự luân hồi, và ngài có nói đến cái việc mà chúng ta tái sanh, và có những cái thiện nghiệp, quả của thiện nghiệp và quả của ác nghiệp. Điều đó nó có. Và khi mà một người mà người ta đưa ra một cái chủ thuyết đó là Thư tổ pháp thân Khoa Thị Sevalamik ở trong room không còn nghe được nữa. Xin thỉnh thư tổ ngay trở lại. Dạ, quý vị có nghe lại chưa? Dạ, cảm ơn quý vị. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng khi mà người ta đưa ra những cái suy nghĩ, cái quan điểm, rồi cái chấp trì của họ, cái hành trì của họ, và họ cho rằng là cái thức đó, ở đây đó là họ đưa ra một cái quan điểm mà trong đó có nói đến, phải nói rằng nó liên quan đến những cái sự cực đoan, trong đó có 10 điều. Cái thứ nhất đó là họ cho rằng là không có cái quả báo của sự bố thí, không có báo của sự bố thí. Như vậy thì cái người mà biết bố thí cúng dường cũng không có cái phước gì hết, không có cái quả báo của sự an lạc trong đời này và đời sau,
Thì có những người họ có những cái chủ thuyết cho rằng như vậy. Cái thứ hai nữa là không có cái quả báo của sự cúng dường, không có quả báo của sự cúng dường. Tức là nếu như mà mình những bậc đáng tôn kính như cha mẹ, ông bà, thầy tổ, tam bảo, những bậc giới đức tu hành đó, đáng được cúng dường đó, thì cái quan điểm này cho rằng không có, không có cái quả của cái sự cúng dường đó. Dù chúng ta có cúng dường thì cũng không có cái quả gì lợi lạc gì hết. Thứ ba nữa đó là họ cho rằng là không có cái quả của cái sự tế tự. Nếu mà mình nói cái sự tế tự ở trong Phật giáo thì tế tự ở đây có nghĩa là sự cúng dường mà có sự hiện diện của Đức Phật, của hiện diện của tăng chúng, hiện diện của lưỡng phái tăng chúng, hay hoặc là hiện diện của cái sự có mặt của các vị chư tỳ kheo, hay là những cái vị giới đức, hay là những vị tu chứng thiền. Thì khi mà mình nói rằng mình có cúng dường, hay là mình bằng cái hình thức mà mình cúng dường có sự hiện diện của tam bảo, của những cái bậc giới đức ấy, thì người họ cái quan điểm này đó, họ cho rằng không có cái quả báo đó. Cái điều nữa đó là thứ tư đó là họ cho không có cái quả báo của thiệp và ác nghiệp. Thí dụ như bây giờ nói rằng là một người mà tạo ra cái ác nghiệp, chúng ta biết rằng tạo cái ác nghiệp thì bằng cái tư tâm sở của chính mình, tức là sự chủ tâm cố ý của mình. Nếu như một người với cái tâm bất thiện đó, thì thân hành động hay là lời nói của họ, ý suy nghĩ của họ, họ tác tạo thành cái nghiệp bất thiện, tác tạo thành cái nghiệp bất thiện. Hoặc là với một người mà với một cái sự chủ ý của họ, cái sự chủ tâm của họ, họ cố làm những cái việc thiện ở trong đời sống hàng ngày, thể hiện, được thể hiện qua cái lời nói, được thể hiện qua cái suy nghĩ, và được thể hiện qua cái việc làm của họ. Thí dụ như họ bố thí, họ trì giới, hay hoặc là họ nói những lời chân thật, họ nói những lời hòa hợp, họ nói những lời từ ái, vân vân. Thì khi mà có những cái thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp thanh tịnh như vậy đó, thì nó cũng không có cái quả báo gì hết. Thì cái người mà họ họ chấp nhận cái quan điểm hư chủ nghĩa hư vô á, cái quan điểm hư vô tức là không có đời trước, không có quả của điều thiện, không có quả của ác nghiệp hết á, thì cái này nó rất là nguy hiểm. Rồi một người, cái thứ năm đó là họ cho rằng không có thứ tái sanh của đời sau, cho đời sau. Thì chúng ta thấy rằng là cái sự luân hồi của chúng ta đó là do nhiều đời nhiều kiếp, tức là cái sự luân hồi đó là tiếp diễn từ đời này sang tới đời khác, và chúng ta chỉ chẳng qua là bỏ cái thân này thôi, thân tứ đại này, đất nước lửa gió này, bỏ cái thể chất này ra, thì chúng ta nhắm mắt lìa đời đó, thì bắt đầu là thức tái sanh chúng ta lại sẽ tiếp tục do nhân duyên, cho điều kiện đó, thì tùy vào nghiệp mà chúng ta sẽ có sự hiện khởi. Hiện khởi đó là làm người, hay là hiện khởi đó làm một vị thiên, hay là hiện khởi đó làm một cái vị phạm thiên sắc giới hoặc vô sắc giới. Thì chúng ta phải có cái sự tái sanh bằng giới cái bốn cái chủng loại là thai sanh, nõn sanh, thấp sanh và quả sanh. Tức là loại sanh bằng trứng, loại sanh bằng con, loại sanh ở nơi sự biến hóa, rồi loại một loại sanh ở nơi ẩm thấp. Đó là bốn chủng loại: noãn, thai, thấp và quá. Và cái thức tái sanh này đó, nó không phải là nó kéo dài từ đời này sang tới đời khác, nhưng mà nó cũng không phải tách rời từ đời đời trước sang tới đời này. Tức là nó phải liên quan đến nhân duyên, nghiệp duyên để tạo ra một cái hình thái tái mới trong mỗi chúng sanh đó. Và theo A Tỳ Đàm đó, thì chúng ta biết rằng là tâm tử chúng ta vừa dứt thì tiếp theo sau đó là tâm tục sinh của chúng ta kế tiếp. Tùy vào cái nghiệp đó, thức đó chiêu cảm lấy nghiệp, nghiệp đó là nghiệp thiện hay là nghiệp bất thiện,
để rồi cho chúng ta tái sanh ở một cảnh giới mới, cảnh giới mới. Cho nên là cái việc mà tái sanh đó, nó có thể là nhân duyên của một điều kiện do thức chiêu cảm lấy nghiệp và dắt dẫn tạo nên cho chúng ta tái sanh ở trong. Nam mô Bích Thai giá, dạ đạo tràng chúng con không còn nghe âm thanh của sư nữa, con cung thỉnh sư cầm bích trở lại ạ. Dạ cảm ơn con Lan. Quý vị nghe lại chưa? Dạ quý vị nghe lại chưa? Dạ, cảm ơn cô Quỳ Ngọc, cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Như vậy thì do cái thức này á, cho nên là có đời trước, rồi có đời hiện tại và có đời sau, chứ không thể nói là không có thức tái sanh ở trong đó. Và do có thức, tức là có một phần của cái tâm của chúng ta, thì chúng ta mới có cái sự nhận biết, tri giác ở trong các cái cảnh qua mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, hoặc là thân xúc chạm, hoặc là ý suy nghĩ, chứ không phải là không có. Cái điều thứ bảy nữa là họ cho rằng là không có một cái quả trong cái cách đối xử tốt hoặc là xấu với cha mẹ. Thật sự ra thì nếu như một người mà như chúng ta biết được ở trong kinh á, Phật dạy đó là nếu mà một người mà có hiếu với cha mẹ thì người đó cũng có thể sanh lại, sanh thiên, tức là sanh lại cõi trời, do cái việc mà mình có cái pháp cung kính đối với cha mẹ, có cái pháp báo hiếu đối với cha mẹ. Nhưng mà nếu như một người mà đối xử cư xử bất hiếu với cha mẹ thì cái người đó sẽ bị cái quả báo xấu, chứ không thể nói là không có được. Cái điều nữa đó là dù là cha hay là mẹ thì nếu mà một người đã sanh ra thân người này đó thì có những cái ân đức nhất định. Khi mà một người mà đối xử tốt, ứng xử tốt với cha mẹ thì người đó sẽ được sanh đi. Còn nếu như một người mà xử tệ với cha mẹ, bất hiếu với cha mẹ thì người đó cũng có thể sanh vào trong khổ cảnh, khổ cảnh. Và ngoài cái việc mà chúng ta sanh lại cõi người là thai sanh, ví dụ như mẹ mang thai chúng ta 9 tháng 10 ngày, hoặc là một số sinh loài nữa, một số sinh loài cũng sanh bằng thai sanh, một số sinh loài cũng sanh bằng thai sanh. Nhưng mà có những chúng sanh là bằng sanh bằng quá sanh. Quá sanh tức là tự động, là do nhân duyên, do nghiệp. Và những chúng sanh đó không phải là do mẹ sanh, cũng không phải là do cha sanh, mà tự động họ biến hóa ra. Thí dụ như chúng ta thấy một số sinh loài, thí dụ như là loài phi nhân mà mình gọi là chung là điện, ở ngạ quỷ, rồi ở một số chúng sanh gọi là chư thiên dục giới, chư thiên ở xung quanh nơi cội cây, hoặc là ở nhà, vân vân. Thì có những vị chư thiên đó, có những vị thiên đó, họ sanh bằng quá sanh, không phải do cha mẹ, mà tự động do cái nghiệp của họ, trong đó có nghiệp thiện hay là nghiệp bất thiện, để tạo ra cho họ có cái sự tái sanh, tự động họ hiện khởi lên. Và họ sanh ra đó thì cái chúng sinh này đó, nếu mà là chư thiên đó, những vị thiên ở các cõi trời ấy, thì do là họ quá sanh cho nên là họ không có già, bệnh, chết. Và do họ sanh làm chư thiên thì
cái quả của thiện nghiệp họ làm đó. Cho nên là họ không có, họ hưởng phước, cho nên họ không có cái khác với lại cái cõi nhân loại của chúng ta, đó là sanh già bệnh chết nạn tai đói khát. Rồi đối với họ là họ chỉ hưởng phước thôi. Cho nên sanh ra theo trong kinh đó thì nói rằng nam thì cỡ 18 đôi mươi, thiên nữ cỡ khoảng 16 tuổi, thì tuổi của họ mà cứ trẻ như vậy hoài, đau già chết, và đến khi nào đó là họ hết phước thì tự động họ biến mất ở trên cõi đời này, là như vậy. Quý vị còn nghe không ạ? Mạng của chúng tôi bữa nay nó hơi yếu, nó cứ rớt chập chờn. Dạ. Như vậy thì có một số chúng sanh đó là sanh bằng quá sanh, và cái điều nữa đó là họ có một cái quan điểm đó là trên đời thì không có một những cái vị có những cái ân đức. Ví dụ như nếu mà họ tin rằng có ân đức, tức là những cái người tu hành đó, họ có giới đức, họ có phạm hạnh, họ có cái đời sống giới hạnh, họ có những cái bậc thanh tịnh, trở thành những cái bậc thánh nhân, rồi trở thành Phật, vân vân, hay là có những cái người mà chứng đắc thiền, họ không tin như vậy. Nhưng mà rõ ràng trên cuộc đời này thì có những người có những cái sự thanh tịnh, và do cái sự thanh tịnh như vậy thì trên đời này thì không thể nào thiếu những cái bậc mà thanh tịnh đó, từ ở cái bậc thinh văn, hay là những cái bậc độc giác, hay là chư Phật đoàn giác, toàn giác, hay hoặc là những người chứng thiền, những vị chứng thiền, hay hoặc những vị đắc giới, hay là những vị an tịnh nội tâm, giới được trong sạch, thì có những cái bậc như vậy. Thì như vậy thì Đức Phật Ngài muốn nói rằng trên cuộc đời này đó thì có những cái điều như vậy. Mà đối với quan điểm về hư vô đó, tức là không có nhân quả gì hết á, cho nên là họ quan niệm, họ có suy nghĩ như vậy. Thì Đức Phật mới nói rằng rõ ràng là có những cái điều như vậy, có những cái điều không thể nào mà mình phủ nhận những cái điều đó, và những điều đó là sự thật, những điều đó là sự thật. Nếu mà ai tin rằng và cho như vậy đó thì cái người đó gọi là ác tà kiến, người đó tà kiến. Và hả ngàn người tà kiến thì như vậy đó thì rất là nguy hại, nguy hiểm đến cho họ. Một người tà kiến là như vậy. Thì ở đây đó chúng ta thấy cái điểm tiếp nữa đó là cái gì là hệ quả của chủ nghĩa hư vô, tức là cái gì nó cũng phải có cái hệ quả của nó. Và nếu như một người quan điểm không có ân đức, không có quả của thiện nghiệp, không có quả của ác nghiệp, không có những chúng sanh quá sanh, không có ân đức của cha mẹ, ân đức của thầy tổ, ân đức của tam bảo, ân đức của những bậc sanh thành, không không có như vậy đó thì nó rất nguy hiểm, và nó có những cái hệ quả. Người mà họ theo quan điểm thì rõ ràng là họ không tạo được thiện nghiệp, mà họ thường xuyên tạo cái bất thiện nghiệp. Mà chúng ta cũng hiểu đó là một người là chúng ta có ba nghiệp: thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Thì cái người mà không tin có cái quả của thiện nghiệp và không tin cái quả của ác nghiệp đó thì họ không biết làm những cái thiện nghiệp đâu, không biết làm thiện nghiệp, và họ càng hơn nữa họ không biết tránh xa những ác nghiệp do thân khẩu ý đem lại. Rồi vì vậy đó chỉ nên ở đây đó chúng ta thấy rằng là có những vị sa môn, bà la môn có những quan điểm là không có kết quả của sự bố thí. Vì họ quan điểm rằng không có cái kết quả của sự bố thí đó, cho nên là họ có bố thí cúng dường thì cũng chẳng có phước gì. Mà chúng ta biết là mình làm lành, làm thiện á, làm được những cái nhân thiện á, thì chính những cái nhân thiện đó có thể sanh cho mình sanh ở cảnh giới an vui. Sanh cảnh giới an vui. Sanh cảnh giới an vui đó có thể hiểu rằng là ở cõi người của chúng ta cũng được an vui. Được sanh là một điều khó mà. Cho nên cái người mà được sanh làm người đó, nếu mà nói trong kinh á, Phật dạy được sanh làm người là khó. Có thai được thân người
Kicho Manusapati La Phô, khó thai được rồi, hay là khó thai được, giữ được cái mạng sống này, Kichan Machana Chi Vị Tăng, hay hoặc là Đức Phật dạy là Kichan Sát Tham Mát Sao Quả Năng, là Kichan Sát Tham Mát Sao Bhutan Năng Úc Ba Đô. Thì chúng ta thấy rằng những cái điều mà khó như vậy đó, để mà sanh được làm người ấy, thì cái người đó phải nói là họ có những cái thiện nghiệp. Họ có những cái thiện nghiệp do cái sự bố thí đó mà họ được sanh làm người đầy đủ của cái vật chất, do cái sự bố thí đó mà họ sanh làm một vị thiên ở cõi trời, do cái sự bố thí đó đó mà họ có thể trở thành những bậc chứng thiền, do cái sự bố thí đó mà họ có thể trở thành bậc thánh nhân giải thoát, từ cái việc bố thí đó. Trong các cái thiện pháp đó thì mình làm các cái thiện pháp khác nhau để hỗ trợ, chứ không phải là nói chỉ có bố thí duy nhất là cái việc để cho chúng ta chứng đắc đạo quả, mà ở trong cái việc bố thí đó nó hỗ trợ cho chúng ta và là một thiện pháp hay là một pháp độ để trợ cho chúng ta, dắt dẫn cho chúng ta, điều kiện đưa chúng ta đến cái sự giải thoát trong tương lai. Cho nên nếu một người mà có bố thí đó thì cái người đó được sanh cảnh giới lành. Nhưng mà một người không bố thí đó thì cái người đó thường thường là gặp những cái quả khổ, quả báo khổ, ác nghiệp ở trong tương lai. Nếu mà không bố thí mà lại keo kiệt bón xén, trộm cắp, vân thì sanh vào một cái loài hạ tiện, sanh vào một cái loài hạ tiện. Làm người đó thì khốn khó, làm người thì nạn tai, làm người đó thì không có danh vị địa vị gì hết, từ cái việc mà họ không có cái bố thí đó, hoặc là họ không có. Chúng ta thấy rằng cái quả báo của cái người mà bố thí đó thì luôn luôn được cái quả lành, nhưng mà cái người không bố thí thì tạo cái ác nghiệp đó, thì người đó phải gặt lấy cái quả báo khổ. Thí dụ như một người sát sanh đó, thì người đó nói như trong kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt đó, là do mình sát hại đó, cho nên là mình sẽ bị chết yểu, bị sống không thọ, sống không thọ. Hay hoặc là do mình hành hạ đánh đập các sinh vật khác đó, cho nên là đời này mình sanh lên đó, nếu là do nghiệp đó, thì cái nghiệp do mình đành hành hạ đánh đập các sinh vật khác đó, thì mình bệnh đau triền miên, nạn tai triền miên, thì từ ở cái việc đó. Cho nên chúng ta nếu có tin rằng là một người mà tạo cái thiện nghiệp thì cái người đó được cái sự an lành, mà cái người mà tạo bất thiện nghiệp thì cái người đó luôn luôn bị khổ. Mà cái người có cái quan điểm là không có những cái không có quan điểm gì về chủ nghĩa hư vô đó, là không có gì hết đó, thì rõ ràng là họ không biết làm điều thiện và họ không biết tránh những cái điều ác. Ở đó là một người mà không tin ân đức cha mẹ, một người mà không đức mẹ, bởi vì cha mẹ là những cái người mà có ơn. Nếu mà mình nói làm con á, thì làm người đó mà mình không có cha có mẹ thì không đúng, có nguồn gốc. Mà cha mẹ là những cái người mà nuôi nấng dạy dỗ rồi có ân đức lớn đối với một người con. Nhưng mà đằng này đó là có những người họ có cái quan điểm mà suy nghĩ rằng cha mẹ vui với nhau thôi, rồi là sanh ra mình, chứ còn không, mình không có, cha mẹ cũng không có ân đức gì với mình. Họ nói như vậy mà rõ ràng là trong cái suy nghĩ như vậy đó, thì cái người đó họ luôn luôn thể hiện cái cách là rất là bất hiếu, bất hiếu với cha mẹ. Vì họ không nghĩ đến ân đức của cha mẹ cho nên họ mới bất hiếu chứ, họ bất hiếu. Và nếu họ bất hiếu thì họ bị cái quả báo xấu. Quả báo xấu là do họ bất hiếu. Hoặc là họ không có tin rằng có một vị sa môn thanh tịnh nào, vậy bà la môn thanh tịnh nào. Ví dụ như chúng ta trên cuộc đời này, mình thấy là những cái người mà tin về nhân quả, cái người mà gặp một nhà sư, gặp một người tu hành mà biết chắp tay cung kính, thì cái người đó họ cũng đã có phước, ít ra trong lòng của họ đã sanh được tâm thiện rồi. Còn cái người mà gặp một người tu hành mà cũng không biết kính trọng nữa, cũng không biết chào hỏi nữa, hay hoặc là coi thường hoặc là khinh bỉ đó, thì cái quả đó nó xấu lắm ạ. Cái quả đó nó nặng lắm ạ. Bởi vì chúng ta biết rằng mình làm được điều thiện
mình khuyến khích người khác làm điều thiện mình còn có phước, mình làm điều thiện còn có phước. Còn nếu như một người mà không có tin về cái ân đức của các vị sa môn, các vị bà la môn, các vị mà tu hành có nội tâm thanh tịnh đó, có hành vi chân chánh đó, thì cái người đó họ làm, họ gieo cái nghiệp bất thiện. Mà chúng ta biết rồi, một người mà gieo cái nghiệp xấu với một cái người khác á, thì chúng ta đã bị cái quả báo xấu khổ rồi. Chứ đừng nói tới cái việc mà xúc phạm đến một cái bậc giới đức, một bậc giới đức, một cái người tu hành. Nếu mà mình nói rằng mình cúng dường cho một người á, có nhiều giới thì có phước hơn là cái người một giới, thì cái người một giới nó có phước hơn là cái người không có giới. Thì ngược lại đó, cái quả của cái người mà xúc phạm đến những cái bậc mà có giới đó, giới người ta tu tập chừng nào, người ta tu tập cao chừng nào, tu tập tốt nào, hoặc là chứng quả, khi mà mình xúc phạm đến những bậc đó, đó thì cái quả nó nặng. Dạ, cái quả nó nặng. Cho nên ở trong kinh có nói đến 7 cái thứ lửa, thì trong đó có cái thứ lửa của, ngoài thứ lửa là cha mẹ thì còn có cái thứ lửa của thánh nhân. Cái lửa này đụng chạm vào nó rất là nguy hiểm. Cho nên cái người mà có một cái quan điểm thì không có cái hệ quả, tức là chủ nghĩa hư vô đó, không có cái quả báo xấu, quả báo lành ở trong tương lai, thì cái người này rất là nguy hiểm. Cho nên là đời sống của họ luôn luôn tạo ra cái nghiệp bất thiện, và họ không biết làm những điều thiện, bởi vì họ không tin rằng có đời trước, không có đời sau, không có ân đức của cha mẹ, không có ân đức của Tam Bảo, không có ân đức của thầy tổ, và không có tin vào thiện quả của thiện nghiệp, quả của ác nghiệp. Thì cái người này đó không biết làm những điều thiện và không biết tránh những điều ác. Thân khẩu ý của họ luôn luôn bất thiện, thì cái quả nó rất là lớn, khổ. Cái quan điểm nữa đó là nếu một người mà có cái quan điểm là tà kiến dẫn tới tà tư duy, tà ngữ và tự thán quỷ tha đó, thì đây là một trong những cái bất thiện pháp chúng ta biết. Bởi vì khi mà một cái quan điểm, chúng ta biết rằng nếu mà nói rằng cái cõi địa ngục á, bởi vì chúng ta thấy rằng cái bậc thánh Tu Đà Hoàn đó, thì cái vị này đó là, nếu mà nói trong Di Diệu Pháp đó, thì cái vị này diệt được 4 tâm tham tương ưng tà kiến. Cho nên các vị này không có đọa vào khổ xứ đó. Chứng quả Tu Đà Hoàn là không đọa vào khổ xứ. Diệt được 1 tâm si hoài nghi. Cho nên về vấn đề mà ân đức của Tam Bảo, vị Tu Đà Hoàn tuyệt đối là tin điều đó. Về luân hồi quả báo của điều thiện, điều ác, vị đó tin, tuyệt đối tin về những điều đó. Cho nên vị đó vĩnh viễn không bao giờ đọa vào đường ác đạo. Ngược lại, nếu như một chúng sanh phàm phu mà có ác tà kiến, có ác cái tà kiến, thì cái người đó đó họ sanh vào khổ cảnh lâu lắm. Lâu hơn là những chúng sanh bình thường. Một chúng sanh bình thường mà có biết rằng là mình tạo cái nghiệp bất thiện do thân khẩu ý thì mình cũng sanh địa ngục. Nhưng mà có một lúc nào đó thì mình có thể được ra, được thoát khỏi cái nghiệp đó. Nhưng mà chúng sanh ác tà kiến thì nó rất là nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Vì vậy cho nên là cái hệ quả của cái việc mà tà kiến nó rất là nguy hiểm. Và từ đó, nếu như một người mà có tin rằng cái có ác cái tà kiến như vậy, tức là không tin có đời trước, đời sau, không tin ân đức của Tam Bảo, không tin ân đức của cha mẹ, không tin luân hồi quả báo, thì cái người này rất là nguy hiểm. Và nếu như họ lãnh đạo cho một đời sống tinh thần của một tôn giáo nào, hay là một chủ thuyết nào, một nhóm người nào đó, thì những ai mà đi theo họ đó, thì cái người này cũng bị khổ chung luôn. Cho nên cái ác tà kiến, ác tà tư duy này đó, nó rất là nguy hiểm. Bởi vì họ sẽ nói lên những cái lời tà ngữ. Bởi vì họ nói rằng không có đời trước, không có đời sau, thì ở đây nó cũng không đúng. Bởi vì các cái bậc mà thánh hay là bậc mà có tha túc mạng thông đó, thì biết được cái đời sống của mình và những chúng sanh khác. Chứ không phải là không có, không phải là chỉ có đời này không, mà còn có đời sau nữa. Chẳng những mình mà còn những người khác xung quanh mình nữa. Như vậy thì có đời trước và có đời sau. Họ mà tuyên bố như vậy thì họ là những người tà ngữ, tức là nói không đúng. Người tà ngữ không phải là chánh ngữ, nói dối đó. Nói dối. Rồi họ có một cái tà kiến như vậy đó, cho nên họ sinh ra cái tà tư duy.
sinh ra cái tà tư duy, tức là trong cái suy nghĩ của họ cũng vậy. Và họ dạy và hướng dẫn cho những người khác. Trong kinh mô tả rằng cái người mà tà kiến đó, thì giống như cái lưới, mà cái lợp đó, mà đặt ở ngã ba sông, thì tất cả các cái con, các cái loài thủy tộc, cá, cua, con này con kia mà lọt vô trong đó thì chạy ra không được. Chạy ra không được. Thì giống như cái lợp đó, ở một cái đầu hôm mà lớn rồi một cái đầu nhỏ, khi mà con cá chui vô thì chui ra không được. Thì cái người mà lạc vào tà kiến đó, nó nguy hiểm lắm. Dạ, nó nguy hiểm lắm. Thì như vậy thì họ chính họ làm khổ cho họ, họ làm khổ luôn cho những cái người mà nghe theo họ. Đó là rất là nguy hiểm. Rồi từ cái nhìn mà họ nghĩ rằng mình là cái người nghĩ rốt ráo, mình là cái người nghĩ đúng đắn, cho nên là họ tự cho họ là một cái người cao cả, và họ coi những người khác không ra gì, không ra gì. Đó là tự thán quỷ tha, tự khen mình và chê người. Thì cái đó cũng là một trong những cái trở ngại. Cái đó cũng là một trong những cái ác nghiệp mà họ nghĩ rằng là chính họ tán thán, họ cho chủ thuyết của họ là đúng, họ cho họ là người cao cả giải thoát, nhưng mà họ coi người khác, họ cho người khác là thấp kém, không giải thoát, hay hoặc là sai lệch. Nhưng mà do cái gì? Bắt nguồn từ ở cái quan điểm mà tà kiến đó. Do cái tà kiến đó cho nên sinh ra cái tà tư duy. Do cái tà tư duy đó cho nên là họ dạy dỗ, họ hướng dẫn, họ khuyến dẫn, họ dắt dẫn người khác á, từ ở cái đó là tà ngữ hết, tức là nói dối, không đúng sự thật, không đúng sự thật. Và họ thường cho họ là người cao cả, họ chê người khác, như vậy thì họ sanh ra một cái gọi là tự thán quỷ tha, tức là tự khen mình mà chê người khác. Đó cũng là một trong những cái pháp bất thiện. Cái điều nữa đó là cái người mà có sanh ra cái tà kiến chủ nghĩa về hư vô đó, thì cái người đó nói gọi giống như là có cái độ của một cái người mà nửa vời. Nửa vời tức là ở đây đó là họ cho rằng là nếu mà không làm điều ác á, thì có nghĩa là làm điều thiện. Không làm gì hết á, thì có nghĩa là thanh tịnh. Có một chú thuyết cho rằng là mình không cần làm gì hết, tự động đến một lúc nào đó mình luân hồi, luân hồi đến một lúc nào đó tự động mình trong sạch là mình giải thoát rồi. Họ có những cái chú thuyết như vậy. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng á, đâu phải không làm gì hết gọi là thiện đâu. Không làm ác thì có nghĩa là không làm ác, mà không làm thiện thì có nghĩa là không làm thiện, còn làm thiện có nghĩa là làm thiện. Cho nên là chúng ta thấy ở trong câu pháp cú mà Đức Phật ngày dạy đó là sappapapassakaranang kusala upasambada sacittavarijodabanang etang buddhasasanang, tức là không làm các việc ác nhưng mà phải gắng làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch. Đó là lời chư Phật. Theo chủ trương của Phật giáo đó thì có nghĩa là không làm điều ác thì phải nên làm rồi, chúng ta tránh xa các điều ác, nhưng mà bên cạnh đó chúng ta phải làm điều lành, tức là phải thực hiện bằng những việc thiện. Là theo di diệu pháp thì thiện có nhiều, thiện dục giới, thiện sắc giới, thiện vô sắc giới, kể luôn cả thiện siêu thế, tức là tâm đạo tạm gọi là thiện siêu thế. Thì ở đây đó chúng ta nói rằng á, một người mà muốn được sanh các cõi trời hay là cõi lành thì thực hiện từ việc bố thí trì giới, cung kính, phục vụ, tùy hỷ khước, hồi hướng khước, nghe pháp hoặc là nói pháp, hoặc là cải chánh tri kiến. Thì cái người đó muốn làm được những điều thiện như vậy thì cái người đó họ mới có thể sanh ở các cái cõi dục giới vui. Cõi dục giới vui đó là cõi người, cõi tứ thiên dương, cõi đau lợi, đấu sức, dạ ma, quá lạc thiên, tha quá tự tại. Là do cái nhân là họ làm được những nhân lành bằng với cái tâm thiện dục giới của chính họ. Còn nếu bằng với cái tâm thiện dục giới của họ mà họ tu chứng thiền, hoặc là tâm thiện dục giới của họ mà tu chứng thiền sắc giới, thì họ sẽ sanh về cõi trời phạm thiên sắc giới. Còn nếu họ tu thiền chứng thiền vô sắc thì họ sanh về cõi thời phạm thiên vô sắc. Còn nếu mà họ với cái trí đạo của họ, tức là những cái sở hữu bát chi đạo, sanh ở trong tâm đạo, tức là cái tâm trí đạo của một bậc thánh,
từ là bậc thánh Tu Đà Vương, bậc thánh Tư Đà Hàm, bậc thánh A Na Hàm, bậc thánh A La Hán, thì các vị đó đoạn trừ được phiền não, hoàn toàn giải thoát, đoạn trừ lần lượt hoặc là đoạn trừ hoàn toàn, thì vị đó hoàn toàn giải thoát. Như vậy thì chỉ cho các cái bậc thánh nhân. Cho nên là ở đây đó, chúng ta làm các cái điều thiện, tránh xa các điều ác, nhưng mà còn phải thực hiện cái điều thiện. Hoặc là tránh xa điều ác có nghĩa là giới được trong sạch, hoặc là tránh xa điều ác có nghĩa là giới được trong sạch, hoặc là thực hiện những việc lành có nghĩa là chúng ta thực hiện các cái hạnh lành, hoặc là giới cái tâm thiện mà chúng ta tu tập được, chứng được các cái thiền định. Và giữ tâm ý trong sạch có nghĩa là chỉ cho cái trí tuệ mà được phát huy ở trong cái đời sống tu tập của một vị hành giả. Như vậy thì ở đây đó, có thể nói rằng cái quan điểm, cái suy nghĩ của những người tà kiến rất là nguy hiểm. Như vậy thì ở đây đó là nói đến một cái người mà nói rằng trong cái chủ nghĩa hư vô á, thì họ cho rằng không làm gì hết thì cũng có thể thanh tịnh. Nhưng mà theo Phật giáo thì ngoài cái việc tránh xa điều ác thì còn phải thực hiện những điều thiện, và làm sao cho cái việc mà thanh lọc nội tâm của mình để chứng được cái thánh trí, giải thoát ở trong tương lai. Thì nói đến cái quan điểm mà cho rằng cái chủ nghĩa hư vô ấy, thì nó có cái tầm nguy hại như vậy. Và như vậy thì họ bị cái quả báo khổ. Nếu một người mà có cái chủ nghĩa hư vô, họ bị quả báo khổ, họ sanh vào trong đọa xứ địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và Atula. Thì như vậy thì đó là điều mà chúng ta thấy rằng là Đức Phật Ngài muốn nêu rõ về những cái tiến trình, những cái sở hành của chúng sanh, và nó có cái kết quả của sở hành, do cái sở hành mà người đó làm, tức là cái nghiệp, cái hạnh nghiệp của người làm ra, trong đó có thiện nghiệp và bất thiện nghiệp. Và trong một cái quan điểm nữa là đối ngược với chủ nghĩa hư vô kiến, là con người sống với thân nghiệp lành, khẩu nghiệp lành và ý nghiệp lành. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là ngoài cái việc mà mình bỏ cái ác nghiệp, tức là thân nghiệp, thân không sát sanh, cộng trộm cắp tà hạnh, khẩu không nói dối, không nói lời độc ác, không có nói lời chia rẽ, không có nói lời phù phiếm vô ích, hoặc là ý không tham ác, sân ác, tà kiến ác á, thì cái người đó phải thực hiện những việc lành. Thực hiện những việc lành thì chúng ta được biết đó là cái việc lành này nó có nhiều, nó thể hiện qua cái việc hành động ta, tức là thân của chúng ta, và nó được thể hiện qua cái lời nói của chúng ta, tức là khẩu nghiệp của chúng ta, và nó được thể hiện qua cái ý nghiệp lành của chúng ta, tức là chúng ta tránh xa cái tham ác, tránh xa cái sân ác, tránh xa cái tà kiến ác. Và như vậy đó thì chúng ta thực hiện những cái pháp lành ở trong đời sống của mình, từ cái việc bố thí, từ cái việc trì giới, cung kính, phục vụ, tham thiền, tùy hỷ phước, hồi hướng phước, rồi thính pháp, nói pháp, rồi cải chánh tri kiến. Như vậy thì chúng ta phải thực hiện những cái việc lành khác nhau, việc thiện khác nhau, mà nó được thông qua cái lời nói của mình, thông qua cái hành động của mình, thông qua cái suy nghĩ thiện của mình, thì như vậy mới được gọi là một cái người mà có chuyển hóa. Chuyển hóa tức là nhờ có chuyển hóa đó mà từ một người ác trở thành một người thiện. Nhờ có chuyển hóa đó là từ ở một người phàm phu trở thành thánh nhân. Nhờ có chuyển hóa đó từ một người phàm phu mà trở thành một bậc Phật, độc giác Phật, thinh văn Phật hay là toàn giác Phật. Nhờ cái sự chuyển hóa đó, tức là ngoài cái việc tránh ác đó, thì còn phải thực hiện những việc thiện. Và việc thiện đó là còn phải giữ cho cái tâm của mình thật sự là trong sạch, tức là không có bị ô uế, ô nhiễm, cấu uế của phiền não, thì cái nhân của luân hồi nó không còn, và được hoàn toàn cái sự giải thoát. Và với một người mà có chánh kiến và chánh tư duy đó, có chánh ngữ đó, thì không có tự thán vị tha,
mình thấy cái gì nó cũng phải là do nhân duyên hết. À, và có đời trước có đời sau. À, có đời trước có đời sau. Sở dĩ mà chúng ta luân hồi đó là do phiền não, do tham sân si nói chung, và do cái phiền não, và do cái phiền não cho nên khiến chúng ta có hạnh nghiệp, cái hạnh nghiệp, và hạnh nghiệp đó có thiện và bất thiện, cho nên là khiến cho chúng ta luân hồi ở trong tam giới, trong khổ cảnh có, lạc cảnh có, dục giới có, sắc giới có, và vô sắc giới có. Như vậy thì một vị mà có cái chánh kiến và chánh ngữ hay là chánh tư duy thì đó là cái điều cần thiết. Hơn nữa là với một cái người tu tập ở trong Phật pháp đó, thì Đức Phật ngài nói rằng là tất cả các cái con sông rạch đó, nó từ trên suối nguồn á, nó chảy từ sông rạch nhỏ đến sông rạch lớn rồi chảy ra ở tất cả biển Đông, thì nhờ cái gì? Nhờ cái nguồn nước điều xuôi về biển Đông đó. Thì cũng như vậy, đối với những người tu tập nương tựa vào bát chánh đạo, nương tựa vào bát chánh đạo để tu tập hướng đến cái đạo lộ giải thoát, đạo lộ giải thoát, tất cả nguồn nước điều xuôi về biển Đông, thì đối với một người muốn được giải thoát thì nương tựa vào bát chánh đạo, tức là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Và từ đó đó, chúng ta đó là đối với cái đời tu đó thì phải nhìn chính mình, nhìn có chính mình đã làm hay là không làm. Đã làm cái gì? Làm những nghiệp thiện, những cái thiện pháp chưa? Thực hành những thiện pháp chưa? Và là mình không làm cái gì, thiện pháp mình có làm chưa, hay là bất thiện, mình đã làm bất thiện pháp gì, từ thân khẩu ý của chúng ta, thì ngay từ lập tức chúng ta phải từ bỏ thân khẩu ý bất thiện, để rồi chúng ta phải thực hiện những cái điều thiện. Và chúng ta cũng không phải là vì cái việc gì, giống như là mình nói rằng mình nhìn cái tâm của mình, nhìn có mình làm được cái gì hay là chưa làm được cái gì, chứ không phải là cần phải nhìn người khác, nhìn người khác. Và cũng không phải vì cái gì mà mình tự khen mình lại chê người, thì cái đó cũng là một cái thái độ tiêu cực, cũng không phải là một cái thái độ đúng đắn với một cái người tu. Và như vậy thì khi mà mình sinh ra một cái tâm mà tự thán quỷ tha đó, tự khen mình và chê người đó, thì tâm bất thiện của chúng ta nó vẫn còn, vẫn còn, chúng ta chưa có diệt bỏ cái ngã của chúng ta, cái tôi của chúng ta nó chưa có diệt trừ, và cái lòng sân hận của chúng ta nó chưa có bỏ, tham sân si của chúng ta chưa bỏ, cho nên là mới có cái thái độ tự khen mình và chê người. Đó là một cái thái độ tiêu cực và một cái thái độ không đúng đắn trên quan điểm của một cái người tu. Và một cái quan điểm nữa đó là con người đó, chúng ta phải bỏ tất cả các cái điều ác để thực hiện cái việc lành. Và việc lành ở đây tức là bỏ điều ác, tức là thân khẩu ý bất thiện chúng ta bỏ, và chúng ta thực hiện những cái điều thiện mà đời sống tu tập của chúng ta phải luôn luôn làm, luôn luôn thực hành trong mọi trường hợp, thì có lẽ là chúng ta cũng được cái sự an vui tiến hóa. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng là cái bài kinh hôm nay đó, ở cái đoạn đầu, tức là cái đoạn hôm nay chúng tôi giảng, tức là kinh không thể phủ bác, tức là những cái luận điểm mà các cái đạo sư ngoại đạo, cái quan điểm họ cho rằng như vậy, nhưng mà Đức Phật ngài lại đưa ra những cái điều mà chính một vị chánh đẳng chánh giác nhìn thấy biết rõ như vậy. Thì cái điều này đó là trước cũng như vậy mà sau cũng như vậy và hiện tại cũng như vậy, không ai có thể là bác bỏ những cái điều mà Đức Phật ngài đưa ra ở đây. Cho nên nếu chúng ta nhìn vào một cái góc độ nào đó để chúng ta đánh giá, hoặc là cho rằng như vậy là đúng, cho rằng như vậy là nhất, thì hoàn toàn nó không đúng. Và theo Đức Phật thì ngài luôn luôn nói đến thứ nhất đó là cái sự luân hồi của chúng ta là khổ, và luân hồi của chúng ta là do phiền não, do nghiệp tạo ra. Và bao nhiêu cái hệ lụy này đó
thì chúng ta muốn được giải thoát, muốn được thanh tịnh nội, thì chúng ta phải thanh nội tâm. Muốn được thanh tịnh thân khẩu ý thì chúng ta phải tự thanh lọc thân khẩu ý để được cái sự an lạc giải thoát. Và điều đó, đó nếu chúng ta nếu như một ai đó mà có một cái quan điểm về hư vô, tức là không có cái gì hết đó, thì rõ ràng nó rất là nguy hiểm. Nó ảnh hưởng đến cái quan điểm tri kiến của chúng ta. Mã là tà kiến thì sanh trong khổ cảnh một cách lâu dài. Mã trà kiến, tà kiến á, thì không thể tu tập đạt được cái sự giải thoát. Mà chúng ta thấy trong bát chánh đạo á, thì chánh kiến là điều đầu tiên mà Đức Phật ngài dạy. Thì chúng tôi xin được chia sẻ cái bài học hôm nay với một đoạn đầu. Chúng tôi xin được dứt lời ở đây. Thì có lẽ là còn nhiều cái ý rất là sâu sắc ở trong nội dung của bài giảng hôm nay. Thì sẽ thỉnh chư Tôn Đức thảo luận bàn sâu rộng thêm để chúng ta được lợi lạc nhiều. Nam mô Bụt Thầy Giá. Chúng tôi xin được dứt mic ở đây. Sa thủ kính trình thượng tọa Pháp Lực. Mà thượng tọa Tuyệt Siêu thượng tọa có ở trước bái không? Nếu thượng tọa Tuyệt Siêu nghe được kính trình thượng tọa Khoan Hỷ trả lời cho câu thảo luận số 1. Một lần nữa xin được hỏi thượng tọa Tuyệt Siêu, thượng tọa có mặt ở trước bái và thượng tọa có nghe được không? Có lẽ thượng tọa Tuyệt Siêu không nghe được. Sư Nguyên Thông ơi, sư Nguyên Thông có mặt ở trước máy không? Có lẽ xin được trở lại với thượng tọa Pháp Tân, thượng tọa Quang Hỷ giúp trả lời cho một câu thảo luận. Rồi sau đó chúng ta sẽ thỉnh chư Tăng khác. Thượng tọa Pháp Tân còn ở trước máy không vậy? Dạ. Thượng tọa Pháp Tân, đối với nhiều người đó thì quan điểm là quan điểm, cái nhìn là cái nhìn. Cho dù là mình theo cái nhìn này hay theo cái nhìn kia thì nó chỉ là cái nhìn thôi. Nhưng mà phải chăng theo Phật Pháp đó thì cái quan điểm, cái gọi là nhân sinh quan hay là những kiến chấp đó, thì nó luôn luôn có cái tác động, ảnh hưởng đến lời nói, ảnh hưởng đến hành động và nó kéo theo nhiều hệ quả. Có phải như vậy không? Xin thỉnh thượng hợp Tân Quang Hỷ trả lời cho câu số 1. Dạ, Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Thượng tọa Tuệ Siêu, Thượng tọa Giác Đẳng, Thượng tọa Minh Hạnh cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Dạ thì ở đây thì theo con nghĩ đó, gọi là tức là một người mà có cái việc tu tập cho chính mình á, thì trước tiên cái quan điểm của mình, tức là cái tri kiến của mình nó phải đúng. Thì nếu mà cái tri kiến nó đúng á, thì nó giúp cho chúng ta có điều chỉnh được cái nhìn nhận của mình hoặc là cái hành vi của mình. Nếu như mà mình không căn cứ vào đâu á, ví dụ như một người mà sở dĩ có trí là nhờ học, họ tìm hiểu, họ học, hoặc là người mà có trí là nhờ họ có cái sự suy tư nhạy bén mà họ có trí, trí mới sanh đến cho họ, hoặc là người mà có trí là nhờ họ, cái tâm của họ thanh tịnh thì họ có thể có sự thành tựu được ở trong cái đời sống nội tâm của họ. Như vậy thì con nghĩ rằng cái việc mà tu tập của mình á, thì nói là tu tập dựa trên bát chánh đạo á, thì thật sự ra thì mình nói rằng là nhiều khi là mình bước chân vô trong những cái phổ
ngôi nhà Phật pháp này, mình làm những cái điều thiện, chúng ta làm những cái điều thiện, nhưng mà làm những cái điều thiện đó, đó thì từ ở cái sự suy nghĩ của mình hay hoặc cái sự nhìn nhận của mình đó, nó có đúng thì mình mới có thể. Trước tiên đó là mình cũng nghĩ là giống như một người bước chân vô chùa, thấy hình lử của Phật, thấy hình ảnh của Đức Phật, người ta quỳ xuống, người ta đảnh lễ, thì ít ra trong lòng của họ đó, cái người đó họ cũng biết cái bậc này chắc có lẽ là thấy người thân của mình, ông bà cha mẹ mình cũng lại, thì bây giờ mình lại. Hay hoặc là cái người đó họ thấy rằng Đức Phật thấy người ta lại, có lẽ là mỗi người đó chắc có lẽ là Đức Phật có những cái gì đặc biệt lắm, cho nên là cái người này họ quỳ xuống họ lại. Thì trước tiên đó con nghĩ rằng cái người mà họ sanh cái chánh kiến thì trước tiên đó là họ phải phải có cái sự nhìn nhận đúng, họ làm điều thiện gì đó thì nó cũng dắt dẫn họ từ từ, từ ở một cái chánh kiến nho nhỏ đó thì họ mới có thể là tiến xa hơn nữa, cái chánh kiến lớn, cái chánh kiến sâu sắc nữa. Thì khi mà một người mà họ bước chân vào đạo hay là họ làm những cái việc thiện thì ngay cả những việc thiện đó khiến cho họ phải đảnh lễ Đức Phật, rồi lần lượt họ mới tìm hiểu, rồi họ xin được thọ tam quy và ngũ giới, rồi họ cố gắng gìn giữ, vì họ nghĩ rằng họ cố gắng là quy ngưỡng Phật, quy ngưỡng Pháp, rồi quy ngưỡng Tăng, rồi họ cố gắng tránh xa sát sanh, trộm cắp tà hạnh, nói dối, uống các cái chất say đó, thì họ biết kiêng tránh những điều đó, bởi vì họ tin. Họ tin rằng là những cái việc làm như vậy thì tạo nên cái phước, hoặc là những việc làm như vậy đó, những cái giới mà họ thực hành như vậy đó thì tránh đi những cái quả báo xấu. Cho nên là họ có nhìn nhận như vậy thì họ mới giữ tam quy và ngũ giới. Họ giữ tam quy và ngũ giới. Như vậy đó thì con nghĩ rằng cái người người tu từ ở bậc thấp lên tới bậc cao thì cái yếu tố cái chánh kiến nó rất là quan trọng. Để rồi mình giữ giới cho tốt thì dĩ nhiên mình phải có chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Rồi sau đó thì mình mới trau dồi cái nội tâm mình được chánh định hoặc là chánh niệm ở trong đời sống nữa. Ví dụ vậy. Thì ở đây con nghĩ rằng cái quan trọng nhất là mình nhìn nhận về cái nhân quả luân hồi đó. Có một cái quan điểm, cái tri kiến mà nhìn nhận về đúng đắn về cái nhân quả luân hồi đó. Bởi vì nhân quả tức là cái nhân lành thì cho cái quả vui, mình làm cái thiện nghiệp á, cái thiện nghiệp á, thì đưa đến cái quả ăn vui, mà mình tạo cái nghiệp bất thiện á, thì mình sẽ lãnh lấy cái quả báo xấu. Mình phải tin như vậy, biết như vậy, tin như vậy và thấy biết rõ như vậy, thì cái người đó họ mới có cố gắng để họ làm những điều như vậy, họ thực hiện những cái điều mà có chánh kiến, do chánh kiến đem lại. Thì như vậy đó, ở đây đó thì nếu như một người mà có một cái ý nghĩ lành, hay là một người có một cái chánh kiến thì khiến cho họ có được những cái từ ở cái chánh kiến nhỏ dắt dẫn họ đến cái chánh kiến lớn, rồi từ ở cái việc mà họ có chánh kiến đó họ mới dắt dẫn họ lần lượt tạo những cái nghiệp thiện khác nhau ở trong đời sống và tránh xa những cái nghiệp bất thiện do thân khẩu ý đem lại. Cho nên là con nghĩ rằng một người mà có cái chánh kiến thì cái việc thiện nó mới có thể là nó phát triển mạnh được, nó tiến triển mạnh được. Còn cái người mà là cũng làm việc thiện nhưng mà rồi họ không có cái chánh kiến thì cái việc thiện của họ nó không thể phát triển lớn được, không thể đi sâu xa hơn được nữa. Và nếu như một cái đời sống tu tập mà nếu mà mình nhìn nhận đúng á, thì có lẽ là mình làm cái việc gì nó cũng đúng. Còn mình nhìn nhận sai thì mình làm cái việc đó cũng khó mà đúng được, khó mà đúng được. Thì biết rằng là cái việc làm á, nó có thể rằng do tà kiến, nhưng mà có những việc làm cũng là không do tà kiến. Cho nên cái việc làm nào mà có tà kiến thì khó bao giờ mà chúng ta có được những cái điều thiện một cách cái
cái việc thực hiện một cái việc thiện một cách hoàn hảo, một cách tốt đẹp được. Còn một người mà có chánh kiến á, thì dù họ làm cái việc nhỏ đi nữa, việc thiện nhỏ đi nữa, thì cái do cái việc thiện mà do họ có chánh kiến, cho nên là cái việc thiện đó họ cũng khiến cho họ được phát triển lên mỹ mãn hơn, rồi họ mới có thể rằng tu tập dần dần, rồi phát triển dần dần về đời sống tu tập của họ, thì họ mới được cái sự an lạc. Con nghĩ là như vậy. Cho nên là cái mình nói rằng mình giữ giới hay là mình bố thí, thì trước tiên cái quan điểm mình đó, từ ở cái việc nhỏ đến cái việc lớn, mình phải có nhìn nhận đúng thì mình mới có thể làm những cái việc đó, mới có cái quả báo nó lớn được, cái quả báo của thiện nghiệp nó lớn được. Thì con xin chia sẻ và cái ý liên quan đến cái câu hỏi mà thượng tọa vừa nêu, con xin được dứt lời ở đây. Sa thú kính trưng thượng tọa pháp tăng, bạch thượng tọa tiểu sư, thượng tọa có mặt ở trước máy không? Nếu thượng tọa tiểu sư đang có mặt ở trước máy và nghe được kính thỉnh thượng tọa tiểu sư hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận tiếp theo. Một lần nữa xin được hỏi thượng tọa tiểu sư, thượng tọa có mặt ở trước máy không? Thượng tọa pháp tân ơi, thỉnh thượng tọa khoan hỷ giúp trả lời cho một câu nữa, rồi sau đó thì để thượng tọa đến thượng tọa nghĩ không biết thượng tọa pháp tân có còn ở trước mắt không. Biết thượng tọa pháp tân còn ở trước máy không vậy? Có lẽ thượng tọa pháp tân không nghe được. Siêu nguyên thông còn ở trước máy không? Nếu siêu nguyên thông còn ở trước máy, để thỉnh siêu nguyên thông trả lời cho một câu câu hỏi số 3. Siêu nguyên thông ở đây chúng ta thấy rằng ở trong 10 cái tà kiến có một cái tà kiến là không có cha không có mẹ. Theo sớ giải đó, thì không có cha không có mẹ có nghĩa là có những người quan niệm rằng dù là mình làm tốt làm xấu đối với cha cũng không quả báo, dù là tốt hay xấu đối với mẹ cũng không quả báo, tức là người được không chấp nhận có hiếu đạo. Thì theo sư pháp, theo sư Nguyên Thông á, thì một người bất hiếu mà với tà kiến nó khác biệt gì với người bất hiếu mà không có tà kiến? Kính thỉnh sư Nguyên Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa sư phụ, con xin góp ý kiến và cho cái câu hỏi là cái người bất hiếu mà có tài kiến và người bất hiếu không có tài kiến như thế nào? Thì thật ra trong trường hợp này mà người có tài kiến thì có thể bất hiếu, mà người không có tài kiến là có chánh kiến thì khó có thể là cái người mà có chánh kiến mà bất hiếu. Là bởi vì khi mà chánh kiến họ biết cái nhân quả. Bởi chánh kiến nghĩa là gì? Chánh kiến là cái người đó có cái mà nhìn thấy rõ ràng cái perceiving của họ, cái là perception của họ, là cái sự nhận thấy xét của họ mà gọi là right, tức là đúng rồi đó. Thì khó mà họ không có yêu thương cha mẹ họ, mà bởi vì họ có cái right perception là có chánh kiến rồi đó, thì họ thấy được cái nhân quả. Thì khi mà trong cái ý định của họ muốn làm cái gì thì họ thấy cái nhân quả đó rồi, thì cái người mà có cái chánh kiến thì khó có thể không có yêu thương và
phụng dưỡng và làm những cái thiện sự đối với cha mẹ mình. Vì vậy cho nên kính thưa sư phụ, cái người mà bất hiếu là vì họ do cái họ có cái tài kiến, và cái tài kiến này có lẽ là do cái sự mà di truyền của những cái kiếp trước là họ đã quen như vậy rồi, cho nên là kiếp này họ cũng mang có những cái thái độ mà hung hăng hoặc là không có lễ phép đối với cha mẹ mình, thì cái đó nó có thể là do cái thượng cận y duyên của những kiếp trước mà nó carry over, nó đem đến cái kiếp này thì nó vẫn còn tồn tại đó, do cái thượng cận y duyên. Còn nếu mà cái người mà thương yêu cha mẹ mình, hay là người có chánh kiến, là người đã nhất thiết là phải thương yêu cha mẹ mình, cũng có thể trong một cái giây phút nóng giận nào đó người đó mất cái trách nhiệm, thì họ có thể nói một câu nói lỡ lầm, nhưng mà khi mà họ thấy rồi thì họ ăn năn hối cải. Thì kính thưa sư vị, trong giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là có quan niệm là cái chánh kiến ban đầu, bởi vì có chánh kiến thì mới có thể thấy ra cái con đường tu hành, thấy ra mình phải hành động cái thân hành thế nào, khẩu hành thế nào và ý hành như thế nào. Thì cái chánh kiến nó quan trọng nhất, là cái right perception thì nó rất là quan trọng. Mà vì vậy cho nên kính thưa sư phụ, với các câu hỏi mà cái người mà bất hiếu, phải chăng khi đã có tà kiến thì không thể chỉ dừng ở đó mà luôn luôn tạo nên những hệ quả là ý nghĩ và cuộc sống thiếu thiện pháp? Thì câu thảo luận hai là tại sao A Di Đàm, nếu là người làm thiện với tâm hợp trí mà trổ quả thì tâm tục sinh, tâm hậu kiếp, tâm tử? Ủa, đó không là câu hỏi sư phụ. À, câu hỏi số 3. Một người bất hiếu có tà kiến, một người bất hiếu có tà kiến khác biệt gì với người bất hiếu không có tà kiến? Cái câu này hơi khó, bởi vì một người bất hiếu có tà kiến là hãy bất hiếu thì có tà kiến, là chỉ nên là có thể có là như vậy, mà bất hiếu mà không thì trường hợp này cũng có thể xảy ra, là dạ, tại vì cái bất hiếu là dường như là cái nó cái thường cận y duyên từ kiếp trước, chứ nếu mà trong kiếp này mà người đó không có tài kiến thì khó mà người đó bất hiếu được, bởi vì cái không có tài kiến thì có nghĩa là chánh kiến, mà có nghĩa là chánh kiến thì không thể bất hiếu được, mà bất hiếu mà không có tài kiến. Cái điều này nếu mà con có thể mà gượng gặp mà trả lời là không có tà kiến, thì người đó có chánh kiến, thì hết có chánh kiến thì không thể có những hành động mà quá đối với thì như là giết cha giết mẹ và hỗn hào với cha mẹ và không nuôi dưỡng cha mẹ. Thì cái điều này có thể là không thể xảy ra. Nếu mà không thể xảy ra mà người có nuôi cha mẹ thì làm sao gọi là bất hiếu, mà người có kính lễ cha mẹ thì sao gọi là bất hiếu? Cho nên cái câu này thì con có thể nói thế này: một người bất hiếu có tài kiến thì người đó bất hiếu, thì nó khác với người bất hiếu không có tài kiến. Mà người bất hiếu không có tài kiến có nghĩa là trong cái lúc nào đó thì người đó vừa có thể là do phóng dật hay là do cái sự giận dỗi gì đó thì người đó mới là có những thái độ bất hiếu. Nhưng mà cái không có tài kiến thì nó có nghĩa là tài kiến, có nghĩa là chánh kiến. Mà hãy chánh kiến là người đó phải biết con đường chánh là phải hiếu thuận với cha mẹ, giờ yêu thương vợ con, có nghĩa vụ đối với vợ, đối với con. Thì chữ bất hiếu này thì có thể có xảy ra trong trường hợp người đó bị phóng dật vô minh, hay là trong cơn nóng giận gì, hay là trong một cái phút nào đó thì con người ta có thể phóng dật và quên đi cái chánh niệm của mình, quên đi cái chỗ của mình. Thì kính thưa sư phụ, nếu câu hỏi cái số 3, cái phần thứ hai là cái phần mà người bất hiếu mà không có tài kiến thì con có thể hiểu được hết cái ý của sư phụ. Chứ theo con thì người
không có tài kiến thì có nghĩa là gọi là chỗ chánh kiến, hay ít ra là có cái sự, có cái good reasoning, là cái bông đó, thì cái mà có sự suy nghĩ mà đúng đắn thì không thể bất hiếu được, bởi vì người ta không có tài kiến thì là... Thì chỗ này chỉ có thể nói đến đây thôi, sau còn issue tài kiến, kính thưa sư phụ. Nhưng mà nói là các người mà một người bất hiếu có tà kiến thì con công nhận rằng người nào có tà kiến thì có thể bất hiếu và có thể không thấy được bát thánh đạo, không thấy được nhân quả, là có người có tà kiến mà, cho nên tà kiến thì có thể làm, mà tiếng Nho gọi là vô sở bất chí, nghĩa là không có cái điều nào mà họ không làm. Còn người không có tà kiến thì bất hiếu là cái sự mà đôi khi họ vừa hỗn xược rồi trong gì đó, đôi khi vừa mất cái chánh niệm thì họ mới là bất hiếu, chứ không thể nào mà thường thường là đối xử với cha mẹ một cách là không phải là một người con đối với cha mẹ. Thì cái chữ bất hiếu mà không có tài kiến này, thì cái sự bất hiếu đó thì nó chỉ thỉnh thoảng bất hiếu thôi, chứ còn không có tài kiến thì có nghĩa là một người con hiếu thảo. Còn người bất hiếu không kiến thì dừng đó, con hiểu rồi, là tại vì người có tài kiến thì làm sao mà biết cái sự là phải hiếu thuận với cha mẹ. Cho nên câu số 3 nói rằng cho người bất hiếu có tà kiến, là con công nhận là người có tà kiến thì có thể bất hiếu thường xuyên. Còn người bất hiếu mà không có tà kiến thì cái bất hiếu đó có thể là thỉnh thoảng, khi mà người đó nóng giận, mất chủ trụ, mất cái chánh niệm thì có thể là như vậy. Kính thưa sư phụ, đó là những cái lời lý giải của con trong cái câu hỏi số 3. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mai để giảng dạy cái câu hỏi rất là khúc mắc và đầy xương gà mà khó nuốt. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mai và chân thành tri ân chư vị đã thấu lắng tai nghe. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mai. Dạ. Sa thú xin trình sư Nguyên Thông. Thưa quý vị, thật ra thì chúng ta nên hiểu rằng có những người mà họ bất hiếu, ví dụ như là họ hỗn hào với cha mẹ, hoặc giả là phục dưỡng cha mẹ do cái thói quen hay do hoàn cảnh. Ví dụ như là họ cũng tin vào nhân quả, nhưng mà do cái thói quen ấy, là họ hay tự ái, khi mà bị la họ hay nói nặng lại. Thì cái sự hỗn hào đó có nhiều khi nó là sự bất hiếu, nhưng mà nó không có đi với tà kiến. Hay hoặc giả là họ cũng thương cha mẹ, nhưng mà họ sợ vợ quá, do vậy lấy vợ họ không giờ lo đến cha mẹ hết. Cái đó là do họ sợ vợ, chứ không phải do họ tà kiến. Chúng ta nên nhớ rằng ở trong Phật Pháp á, một người mà làm một việc gì đó mà có cái đi với tà kiến thì nó sẽ đậm đặc hơn. Dạ, nó sẽ đậm đặc hơn và nó nguy hiểm hơn. Một cái người mà họ làm bằng cái quan điểm tà kiến đó, là cái nghiệp nó nặng hơn rất là nhiều trong hợp trà. Còn trong trường hợp mà họ làm do cái phản ứng vui buồn nhất thời, do cái hoàn cảnh đưa đẩy, do sự vô tâm đó, thì xem ra như vậy mà nó cũng đỡ hơn. Dạ. Một câu hỏi chúng ta có thể đặt hỏi ngược lại là một người có tà kiến có thể có hiếu không? Thì cũng có. Dạ, cũng có, nhưng mà đôi khi một người mà họ lo cho cha mẹ, nhiều khi nó chỉ là tình thương đơn thuần, nhưng mà không phải là sự biết ơn, không phải là sự cảm kích. Đối với một người chánh kiến thì ngoài cái chuyện thương cha thương mẹ, họ còn nghĩ đến một cái chuyện cha mẹ có ơn với mình. Dạ, có ơn mình nên đền ơn. Tại cái người mà sống mà biết đền ơn đó, ở một phần nào đó trong cuộc sống đó, cái sự biết ơn đó là một phần của lý nhân quả. Tại vì cái ân đó nó vô hình lắm, nó khó biết. Một cái người mà theo chủ nghĩa mà duy vật hay là hư vô đó, họ coi là mọi việc đó là do hoàn cảnh đưa đẩy, do sự ngẫu nhiên, chứ không thể là ơn được. Ví dụ như là mình đi ra đường gặp ai đó họ giúp mình, là tại vì đơn thuần là tại người đó cái tính vậy thôi, chứ chẳng có ơn nghĩa gì với mình hết. Thì cái người vô ân là người rất là đáng sợ. Bây giờ thì và thì thầy tự siêu không biết thầy tọa có mặt ở trước máy và thầy tọa nghe được không? Nếu thầy tọa tự siêu đang có mặt ở trước máy
thì xin thỉnh thưa tổ Quan Hỷ trả lời cho một câu thảo luận. Có lẽ thì tòa thầy sư không có mặt ở trước máy, bây giờ chắc phiền sư Huy Thông Quan Hỷ trở lại cho đáp án và mời quý Phật tử trả lời cho cô trắc nghiệm số 1. Dạ. Điều nào sau đây được xem là dấu hiệu của người chánh kiến theo Phật pháp? A là tin vào nhân quả, tức là tin vào việc thiện việc ác mình làm nó sẽ có quả báo. B là có hiếu với cha mẹ và có lòng ủng hộ các bậc tu hành, tức là một người mà luôn luôn nghĩ là làm cái gì cho cha cho mẹ để đáp ơn và có lòng ủng hộ những vị tu hành. C là tin vào có các loại hóa sanh, là ngoài những chúng sanh hữu hình còn có những người khuất mặt chẳng hạn. Đây là cả ba điều trên. Mời quý vị tự trả lời và kính thỉnh sư Minh Thông Quan Hỷ cho đáp án. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa sư phụ, với con trắc nghiệm số 1 này đó, thì hỏi rằng điều nào sau đây được xem là dấu hiệu của người có chánh kiến theo Phật pháp? Kính thưa sư phụ, trong Bát Chánh Đạo mà Đức Phật để và cái chánh kiến là đầu tiên, thì tại sao cái chánh kiến là đầu tiên? Bởi vì chánh kiến là người có đó, có cái nhìn xuyên suốt trong tất cả mọi việc. Là vì vậy cho nên người đó là tin vào nhân quả, là bởi vì cái đạo Phật, cốt lõi cái đạo Phật là nhân quả. Nhân quả tức là cái người nào mà làm thiện thì được hưởng vui, cái quả báo vui. Còn người làm ác thì cái quả báo ác. Thì đó là hai câu đầu mà trong Pháp của Kinh, là ý dẫn đầu các pháp, tâm dẫn đầu các pháp. Người nào nói năng hay hành động với tâm bất thiện thì đau khổ sẽ theo mình như bánh xe theo chân con vật kéo. Tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ, tâm tạo tác. Người nào nói năng hay hành động với tâm hiền thiện thì hạnh phúc sẽ theo mình như bóng sông gờ rình. Vậy cho nên cái chánh kiến là nó rất ư là quan trọng. Cho nên Đức Phật giảng dạy rằng cái tâm của chúng ta là quan trọng, mà trong tâm chúng ta thấy rõ cái cốt lõi của Đức Phật, cốt lõi của giáo pháp của Đức Phật là nhân quả. Và cái tâm, cái nhân quả đó nó ở trong cái thân khẩu ý của chúng ta, mà do cái mắt tai mũi lưỡi thân ý perceive và cái hoàn cảnh xung quanh và thấy rõ cái chân tướng của xung quanh đó, thì người đó mới gọi là chánh kiến. Và do đó người đó phải tin vào nhân quả, là đúng cái câu A rồi. Người đó có hiếu với cha mẹ thì có lòng ủng hộ các bậc tu hành. Có hiếu với cha mẹ là bổn phận của tất cả mọi người trên thế gian này, mà không có hiếu là kẻ đó là kẻ có tà kiến. Và có lòng ủng hộ được bậc tu hành là người đó hiểu rõ là bậc tu hành là người đi theo con đường mà Đức Phật Thích Ca giảng dạy. Đi theo con đường Đức Phật Thích Ca giảng dạy là sống trong giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Mà giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là giáo pháp, là cái chân lý tuyệt đối bậc nhất trên trần gian này. Và vì vậy cho nên câu B là câu trả lời rất đúng. Đó. Và người đó có tin vào các loại hóa sanh là bởi vì người ta thấy rằng trong cái chuyện mà tu hành hay là những cái lý nhân quả của Đức Phật Thích Ca giảng dạy đó, thì những người mà thai sanh đó, là những người cái bị chịu những cái quả báo là xấu hoặc là bình thường. Còn những mà quá sanh là những người đó làm những cái việc thiện, mà làm những việc thiện nhiều thì người đó không có thể mà thai sanh, mà không thể mà đọa vào những cái ác xứ hay đỏ xứ, mà người đó quá sanh thành thiên, thành tiên hoặc là phạm thiên. Cho nên những người mà bố thí nhiều, có lòng tin tưởng cái Tam Bảo, kính lễ Phật, kính lễ Pháp, kính lễ Tăng, thì những người đó nhiều làm thiện nghiệp, mình thiện nghiệp thì quá sanh trở thành tiên, thành chư thiên hay là chư phạm thiên như sư phụ Pháp Tân hồi nãy vừa giảng dạy. Đó là cái câu B đó. Và có tin cái loại quá sanh, vì vậy cho nên A cũng đúng, B cũng đúng, cũng đúng. Và vì vậy kính thưa sư phụ, đây là cái câu D, là cái câu trả lời. Và vì vậy chúng ta phải thấy rằng Phật tử của rung Phật Pháp Diệm Màu này là những người có thể nói có cái trình độ tu học vững vàng. Sư phụ vừa dứt điểm thì cô thấy Phong Lan D, Thanh Thủy D, Pháp Lữ D, Huệ Ngọc D, Duyên D, Trần Đạo D, Lắc D, Hoa Nguyệt D, Giác, Đông Hoa Cháo, Lưu, Nam Mắc,
cũng đây, xương giỏ cũng đây, từ bi cũng đây. Kính thưa sư phụ, là con xin trao mai lịch chi sư phụ để sư phụ giảng dạy thêm hoặc là cho câu hỏi tiếp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, và con chân thành tri ân vị đã lắng nghe. Con thỉnh sư phụ trở lại mic. Sa thủ cái đường mười thùng, một lần nữa xin được hỏi từ tổng từ siêu, không biết từ tổ có ở trước máy không? À, nếu từ tổng từ siêu có mặt ở trước máy, xin từ tổng từ siêu trả lời cho một câu sau luôn. Có lẽ từ tổng từ siêu không có mặt trước máy, xin siêu nguyên thông hoan hỷ cho đáp án một câu thảo trắc nghiệm nữa, rồi sau đó thì chúng ta sẽ có sự đóng góp cho bài học ngày hôm nay. Mời quý Phật tử trả lời cho câu trắc nghiệm số 2. Người nào sau đây được xem là đúng khi nói về xin lỗi quý vị, câu này sửa lại, điều nào sau đây chứ phải người nào, điều nào sau đây. Thì quý vị hãy chờ chúng tôi một chút nhé. Điều nào sau đây được xem là đúng khi nói về người có quan điểm nửa vời. Nửa vời tức là chân trong chân ngoài, nửa vời là lưng chừng. A. Không tin có đời sau nhưng không làm ác vì có phần ái ngại, không chắc những gì mình tin đã đúng. Tức là mình tin, không tin có đời sau. Mình đi học chấp kỳ thực khoa học, mình nghĩ rằng chết là hết, nhưng mà cũng hơi lo là nếu mình lỡ có đời sau cũng mệt, thôi tốt hơn đừng làm ác. B. Là tránh điều ác nhưng không muốn làm điều thiện. Tránh điều ác là không làm điều ác để khỏi sanh vào cõi khổ, nếu mà có đời sau, nhưng mà không bao giờ làm điều thiện. C. Là làm vì xu hướng theo phần đông, tức là ở trong gia đình mọi người làm thì mình cũng làm, người khác làm mình cũng làm, nhưng mà mình làm vì mình ái chồng thôi, làm theo thôi chứ không phải là mình tin. Đây là cả ba câu trên. Mời quý vị trả lời và kính thỉnh xin thông quan hiện cho các bạn. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con tuân lệnh sư phụ cho đáp án cho câu trắc nghiệm số 2, hỏi rằng điều nào sau đây được xem là đúng khi nói gì người quan điểm nửa vời. Quan điểm nửa vời có nghĩa là nửa tin nửa không, nửa muốn mà nửa không muốn. Và không hoàn toàn tin vào một cái điều gì. Dạ, trên thế gian này, kính thưa sư phụ, thì người như thế này, cái loại người thế này thì rất là nhiều. Là bởi vì vì không có cái sự, cái niềm tin chắc chắn về bất kỳ loại gì, là người này có thể nói là cái sự suy nghĩ của họ không có được đào sâu, hay là không có đọc sách, hay là cho nên đối với cái thế gian thì cái người đó có thể là không có đọc sách hay không có học, cho nên là không có tin cái điều gì mà cái người đó có thể là bám víu vào. Nhưng mà trong cái sự thật thì chúng ta sinh ra ở trần gian này có đi mang theo cái nghiệp của chúng ta. Và cái nghiệp của chúng ta trong những tiền kiếp trước, có thể là kiếp vừa rồi hoặc là những kiếp xa xôi gì đó. Cho nên thì do cái đó nó gọi là nó mang theo cái đó. Cho nên tiếng Anh nó gọi là carry over, tức là mình có thể là nhận được cái nghiệp trong quá khứ của chúng ta mà nó tồn tại trong cái tâm của chúng ta mà chúng ta không biết. Vì vậy cho nên nếu câu hỏi số A nói là không tin đời sau nhưng không làm ác vì có phần ái ngại, vì không làm ác phải cái người đó, không phải cái người đó là cái ý trong cái kiếp sống này mà ông ta không muốn làm ác vì có phần ái ngại. Nhưng mà cái không làm ác vì có phần ái ngại đó là cái một phần, đó là cái rơi rớt lại của những cái thiện nghiệp trong cái quá khứ. Cho nên ông ta không tin đời sau là tại vì không có học, không có học mà để cho giáo pháp, không có học cái giáo pháp cho nên không tin có đời sau. Nhưng mà trong cái quá khứ ông ta không có làm ác,
Bởi vì không có làm ác cho nên cho nên kiếp này thì cái đó nó mang qua đây, cho nên ông ta không thể làm ác vì cái bản tánh là như vậy, chứ không phải vì hiểu biết là hãy làm ác là bị quả mà không, cho nên ông ta sợ. Vì vậy cho nên do có những cái sự việc như vậy cho nên ông ta không làm ác, có phần ái ngại. Và ông ta không tin có Phật pháp vì ông ta không chắc những gì mà ông ta tin đã đúng, tức là không tin có kiếp sau có cái nhân quả đó. Ông tin ông ta không không ông ta không tin những điều ông tin là đúng đó. Cho nên cái câu hỏi này, câu nói này là không tin có đời sau nhưng không làm ác vì có phần ái ngại. Sư phụ đã để cho chúng ta rõ rằng là bởi vì ông ta không tin là những điều ông tin không có đời sau là chắc chắn đó, cho nên là đúng, cho nên là ông ta không làm ác và có phần ái ngại là nghĩa đó. B là tránh điều ác nhưng không muốn làm điều thiện. Bởi vì ông ta tránh điều ác là tại vì cái tồn động của những cái thiện nghiệp mà ông ta học ở đời trước nó đang tồn động ở trong cái ký ức của ông ta mà ông ta không biết, cho nên ông ta tránh điều ác nhưng không muốn làm điều thiện là tại vì ông ta không có học được là người làm điều thiện thì có quả báo của cái thiện báo. Ông ta không có biết điều đó và ông ta không muốn làm điều thiện. Và trên đời này có nhiều người có cái tánh hơi kỳ cục là người đó thì điều ác không làm điều ác, điều thiện thì làm mà là không tin Phật pháp đó. Có nhiều người đó trong gia đình con thì có nhiều người đó thì họ không làm được ác, không bao giờ làm được ác, tính tình rất là đẹp đó. Mà làm điều thiện đó, thì con giảng dạy con chỉ nói là làm điều thiện thì họ làm, nhưng mà bảo quỳ xuống để nhận là tam quy ngũ giới thì họ nó không đó. Thì đã có những người là như vậy đó, lạ lùng như vậy. Mà con thì con thực nghiệm cũng thấy là trên đời có nhiều điều vậy, cho nên là phải công nhận rằng cái nghiệp quả của chúng sanh thật bất khả nghi bàn, bất khả nghi bàn, bất khả chư nghi. Cho nên có người là họ tránh điều ác nhưng mà không muốn làm điều thiện. Trên thế gian này có người là như vậy, và tránh điều ác mà không muốn làm điều thiện là điều này đã có. Là vì sao? Là vì những kiếp trước và những kiếp xa xa trước đó thì họ là đã không làm điều ác đó. Và vì vậy cho nên là đối với điều ác thì cái tâm ý của họ thì thấy cái điều ác là xấu xa, là ghê tởm, cho nên họ không làm. Nhưng mà muốn làm điều thiện thì họ cũng làm, tại vì họ không tin rằng làm điều thiện là có lợi, hay là vừa không có học Phật pháp, không có đọc nhiều Phật pháp, không có gọi là truy rèn trong giáo, thì cho nên họ không muốn làm điều thiện. Còn những người mà làm điều thiện là con nghĩ rằng tất cả những tu sĩ cũng như Phật tử có mặt trong lúc này thì khi mà có phương tiện thì họ không thể không làm điều thiện, họ chỉ làm điều thiện thôi. Cái điều đó là đúng, con tin tưởng là vậy vậy. Bởi vì vào rung nghe pháp cũng là một cái hành động thiện, một hành động thiện là hành động có lợi cho chúng ta, là vào pháp để nghe chân lý, nghe pháp. Bởi khi mà chúng nghe pháp đó thì có một cái gọi là cái mutation naturel, nghĩa là khi mà mình nghe điều thiện, mình mặc dù mình không làm nhưng mà nghe điều thiện thì có sự quán chuyển. Sự quán chuyển là cái mutation đó, nó quán chuyển tự nhiên của người mà họ nghe điều thiện thì tự nhiên họ sẽ đi theo con điều thiện mà thôi. Mà cái đó là họ không biết là tôi phải làm điều thiện, nhưng mà họ sẽ làm điều thiện một cách tự nhiên. Cái đó gọi là mutation naturel. Là vì vậy họ đã vào rung, họ đã nghe pháp và luôn luôn họ chỉ nghĩ pháp thôi. Và bảo giết người cho họ 1 tỷ đồng cũng không, họ không làm. Không phải gì họ tham, không phải vậy, không phải vì họ không tham, nhưng mà họ không thể làm điều ác được. Đó là nhờ đã nhiều nhiều năm, nhiều kiếp đã nghe Phật pháp. Và điểm C, làm gì xu hướng theo phần đông, là thường thường đó, một người mà không có tu hành
không có tu hành, thì họ thấy rằng, họ cho rằng tất cả những gì mà phần đông họ theo, họ cho thì họ cho nghĩ rằng người nhiều người làm điều đó thì họ cho rằng đúng, và cái quan điểm thế gian là như vậy cho họ làm theo. Và kính thưa sư phụ, với câu hỏi trắc nghiệm này, điều nào sau đây được xem là đúng khi nói về người có quan niệm nửa vời? Có quan niệm nửa vời thì họ làm thiện nhưng mà họ không tin điều thiện, họ tránh điều ác nhưng mà không phải, họ ghê tởm điều ác nhưng mà họ không biết điều ác, tránh điều ác đó là điều là giảng dạy của Đức Phật. Vì vậy cho nên họ làm gì xu hướng theo phần đông là đúng, nhưng mà họ không có tin tưởng tuyệt đối, hay là không có chịu nghe, không có chịu theo những lời của Phật dạy, nhưng mà họ làm theo lời của Phật dạy. Cho nên cái chuyện này là có thể có trên thế gian này là như vậy, ngoại trừ những người mà thường xuyên lắng nghe giáo pháp, thường xuyên đi học Phật pháp, hoặc là đi theo những lớp khóa tu học, hay là ngồi thiền, tham dự bộ thiền. Mặc dù vậy, nhưng mà có những người mặc dù không tham dự những điều đó, nhưng mà trong bản tánh của họ thì có cái quan niệm nửa vời, có nghĩa là làm thiện mà không tin thiện, tránh ác mà không cho rằng ác là xấu. Bởi vì những cái hành động mà của họ có thể nói như là như đi đúng đường một cách tự nhiên, và cái đó là do những cái ảnh hưởng của thiện nghiệp của tiền kiếp. Mà kiếp này thì do cái nhân duyên gì đó mà họ không không có dịp để học giáo pháp, cho nên họ có quan niệm nửa vời. Nhưng mà nếu những người thế này mà gặp Thế Tôn, hoặc gặp những người mà có bậc A-la-hán, thì những người này có thể là có những cái chánh kiến và sẽ trở về đúng như là những điều mà các bậc trí thức mong muốn là như vậy. Kính thưa sư phụ, đó là con thấy là cái sự việc nó là gì vậy, và dù vậy cho nên con thấy là A đúng, mà B cũng đúng, và C cũng đúng, và do đó thì câu trả lời là câu D. Ở đây chúng ta thấy là pháp lưỡi nguyệt, thanh thủy huệ ngọc, lắc lê diệu giác, từ bi đều đúng. Kính thưa sư phụ, con nhà Nhật Quỳnh cũng đúng, con thỉnh mời sư phụ tới La Mai và để giảng dạy thêm nếu là con trả lời không được đúng. Và chân thành tri ân chư vị đã lắng nghe, con thỉnh mời sư phụ tới La Mai. Sao tục xuống xin chân sư Nguyễn Thông. Thưa quý Phật tử, có một điều mà rất là thường chúng ta không có để ý đến, vì có người quen triết lý, người quen triết lý do mình nghĩ rằng cái quan niệm về nhân quả hay quan niệm về luân hồi nó chỉ là quan niệm thôi, nó chỉ là đề tài triết lý thôi. Nhưng mà thật ra thì những điều đó, đó nó là một phần của cái gọi là chánh kiến, và có một cái vị thế rất là hệ trọng ở trong đời sống của tất cả chúng ta. Ở trong rất nhiều đoạn kinh ấy, Đức Phật Ngài có dạy rằng có nhiều khi việc làm đó nó thuần chỉ là việc làm thôi, nhưng mà nếu mà đi với tà kiến thì nó sẽ dẫn vào địa ngục. Ở trong A Di Đà thì nói rằng mình làm phước mà nếu mình làm phước với tâm học trí thì có phước nhiều, mà làm với tâm học tà thì cái quả nó rất là nặng. Cái quả nặng ở đây là trong cái tà kiến thì nó khiến cho cái chirana, tức là cái tư tâm sở hay là thuộc tánh tư nó mạnh thêm. Mà tư tâm sở mạnh thì cái nghiệp nó mạnh thêm. Ví dụ như là mình làm một điều thiện mà mình có sự hiểu biết về nghiệp quả đó, thì cái tư tâm sở mình rất là mạnh. Nhưng mà nếu mà mình làm việc thiện mà không có tư tâm sở thì không có trí tuệ, không có chánh kiến thì cái quả nó nhẹ. Từ không bất thiện chuyển về quả nặng nhẹ, đi với tà kiến và không có tà kiến. Ở đây thì
Có một đoạn mà Đức Phật dạy mà ngày hôm nay chúng ta thấy rất là phổ thông, là cái quan niệm lưng chừng. Quan niệm lưng chừng có nghĩa là có những người họ không, bởi vì vốn họ không có cái căn bản về chánh kiến chánh, và do vậy họ tin là không có đời sau. Nhất là ngày hôm nay chúng ta sống vào trong thời đại mà những người trẻ họ lớn lên bằng cái quan niệm khoa học kỹ thuật, và thậm chí là trong cái quan niệm của Kitô giáo sau khi ở Tây phương thì người ta không nói đến đời sau, không nói đến nhân quả, mà ta chỉ nói rằng làm cái theo ý Chúa thì bị đọa vào địa ngục. Nhưng mà rồi về điều này nó có đa số người đặt ra một câu hỏi lớn, và đặt câu hỏi lớn tại vì họ thấy rằng những người tin theo Chúa có khi cũng bị những tai ương hoạn nạn, và những người không tin theo Chúa thì họ cũng giàu có, và do vậy dần dà với cái sự giáo dục ở trong cái môi trường mà khoa học kỹ thuật ngày nay đó, người ta hay rơi vào cái tình trạng lưng chừng. Lưng chừng nghĩa là không ác, nhưng mà thực sự đôi khi ác lắm, thưa quý vị. Đôi khi ác lắm, giống như là con người mà nó giống như là một sinh vật mà mình có giết chết mình cũng không có tội lỗi gì. Lấy ví dụ là những cái cuộc thảm sát của phát xít và đề nghị thế chiến đối với người Do Thái, hay là ngày nay nhiều người trên thế giới người ta làm những điều rất là ác do họ không có cái tin vào nhân quả đời sau. Thêm một điểm khác mà khi mà chúng ta nói về tà kiến thì chúng ta có thể nói rằng người sống với tà kiến họ không có thái độ cảm kích. Họ không cảm thấy, tức là họ không tin ở trên đời có rồi cũng chết. Giả sử như mình đi đâu đó, một người bán hàng họ thân thiện với mình thì mình nghĩ rằng đó là bổn phận người đó thôi, chứ không có, chẳng có liên quan gì tới mình hết. Hoặc giả là mình ngay cả cha mẹ ở nhà mà thương mà lo cho mình thì mình cũng nghĩ rằng ồ, cha mẹ đã sinh ra mình thì phải nuôi, cái là bổn phận của mình thôi. Và cái người có tà kiến đó, thường họ không có thái độ cảm kích. Cảm kích đó, nó dẫn họ đến một cái trường hợp đó, là đời sống của họ đó nó thiếu ý nghĩa đi, và đời sống họ nó mất cái đẹp đi, đời sống họ nó vô vị. Mình thấy tưởng tượng như vậy là họ quan niệm rằng cuộc sống đó là một bộ máy, cái này được bánh xe kia, nhưng mà hoàn toàn tại vì nó vô tri, tại vì nó là những bộ máy được thiết kế ra để tác động với nhau, thành ra chẳng có ý nghĩa gì giữa cái bộ phận này với bộ phận kia. Thế giới này không phải là bộ máy, và vừa giữa con người với con người đó, thì ngoài cái tình người nó còn có cái nhân quả trong đó. Và cái người sống mà vô ơn thì đời sống họ không cảm thấy được gì, họ không có cái gì tích cực, và đây là một điểm rất là đáng sợ. Bên cạnh đó thì một cái người mà có tà kiến thì họ không tin những giá trị cao cả, không tin những giá trị cao cả, nhất là giá trị về tinh thần. Nếu mà trong cuộc đời này mình không tin những giá trị về tinh thần thì mình chỉ tin về giá trị vật chất thôi, chiếc xe thì đẹp, cái hộp xoàn ghê đắt tiền. Nhưng mà rồi những thứ đó nó không giá trị, ít nhất trong cuộc đời này nó có những điều rất là cao vời. Chúng tôi lấy ví dụ là một người mà họ không có trình độ về văn hóa đó, họ không bao giờ nghĩ rằng ở trong ngôn ngữ, ở trong thi ca, ở trong văn học nó có những điểm đẹp hết. Khi nào mà mình đi vào thế giới đó rồi mình lại té ra những trang giấy này, những dòng chữ này nó còn chứa đựng rất là nhiều những điều đẹp, những điều rất là đáng để thưởng thức, đáng để trân trọng. Thì như vậy rất là tốt. Thứ gì, bài kinh này là dài, từ đó dài chúng tôi chia là 3 phần. Ngày mai này chúng ta sẽ trả lại. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính thưa quý vị, xin chào và hẹn gặp lại. Đảnh lễ quý ngài, xin chào và hẹn gặp lại. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bụt Thầy. Sa thú lành thai, con Nhật Huỳnh.
Dạ, xin sám hối với đạo tràng. Dạ, học Phật Pháp online coi chừng cái máy của mình. Dạ, Nhật Quỳnh bị giật mic do cái nick học Phật Pháp online. Dạ, Nhật Quỳnh kính cảm ơn quý vị cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Sa thú lành thai. Con Nhật Quỳnh xin thay mặt đại chúng trong room. Chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớp xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu